hung đâu phái một kẻ phế vật như ngươi đến. Tướng quân mặt bạc. Tướng quân mặt bạc. Bệ hạ, thần hộ giá muộn, xin bệ hạ trách tội. Không sao, hiện tại trẫm đang kích động, ngươi là tướng quân mặt bạc, hắn không thể nào là tướng quân mặt bạc. Đúng, hắn không thể nào là tướng quân mặt bạc. Sự thật đã ngay trước mắt, lẽ nào các người vẫn không tin điều đó? Nếu như Lý công tử không phải, vì sao đạo vương sáu ngón bỏ chạy? Thỉnh bệ hạ minh xét, Lý Tiêu chỉ là một người vô học, suốt ngày chỉ biết uống rượu và uống rượu. Một người như vậy, làm sao có thể là đại tướng quân của nước Đại Can ta? Nếu như nói, điều khiến đạo vương sáu ngón hoảng loạn bỏ chạy, đầu tiên là nhờ sức mạnh rồng mạnh mẽ trong người bệ hạ, hai là chính là nó. Áo giáp của tướng quân mặt bạc, không sai, chính là áo giáp của tướng quân mặt bạc. Tướng quân mặt bạc thần uy, lúc đầu chỉ vài lời nói, chỉ cần mặc bộ áo giáp này và chiến đấu bằng máu. Nhìn thấy đội quân triệu người như cỏ rác, hiện nay dù tướng quân đã chết, nhưng sức mạnh vẫn còn. Đạo vương sáu ngón nhìn thấy bộ giáp này, như tướng quân ở phía trước, làm sao có thể không bị dọa? Nếu phải nói chỉ có người sử dụng tên của vị tướng quân, nhân danh tướng quân, cáo đang giả vờ sức mạnh của hổ. Dù tướng quân đã chết, nhưng tinh thần anh hùng vẫn còn, ban phước cho Đại Can ta. Thậm chí giống như ngươi, cũng có sự ban phước của tướng quân. Lý Tiêu, nếu ngươi còn có lương tâm, nên quỳ xuống và khấu đầu, thú nhận tội lỗi của ngươi. Như vậy linh hồn của tướng quân trên thiên đường, thay vì hết lần này đến lần khác không biết hối cải. Phụ hoàng, con có thể chứng minh Lý Tiêu chính là tướng quân mặt bạc. Con đừng có hồ náo, phụ hoàng, lui xuống. Bệ hạ, sáu người của hung nô đã đến, thỉnh bệ hạ thứ tội. Chúng ai khanh, ta nên làm gì với những kẻ hung nô? Người Đại Can hèn nhát, để ta đi, nếu không chờ đợi quân hung nô của bọn ta đến phá thành, nhất định sẽ bị tàn sát. Người hung nô ám sát bệ hạ, tội đáng trừng phạt. Tuy nhiên vì sự an toàn của kinh thành, thần nghĩ nên thả những người hung nô, thể hiện sự hào phóng người Đại Can ta. Như vậy người hung nô có thể an tâm. Không được, người hung nô đã ám sát phụ hoàng, nhất định phải xử tử. Công chúa đừng sai lầm, nếu giết hết bọn chúng, chắc chắn xúc phạm người hung nô. Lúc đó hung nô tấn công trở lại, nhất định khiến cho người dân khổ sở. Đến lúc đó công chúa có chịu trách nhiệm được không? Nhưng nếu ám sát phụ hoàng thả bọn họ trở về, vậy thì sức mạnh của Đại Can ta ở đâu? Bệ hạ, những gì thần vừa nói đều vì lợi ích của đất nước. Ta nghĩ ngươi sợ chết, câm miệng, ngươi xứng đáng nói người khác sợ chết. Ngươi cũng nghĩ thả họ đi? Dương công tử là con trai của thái sư đương triều, rất am hiểu về vấn đề quốc gia. Những gì hắn nói không sai, phán xét chỉ dựa trên một người. Tôn Điểm Tuyết, từ khi nào ngươi trở nên tầm thường như vậy? Ta biết ngươi đang bực bội chuyện hôn ước, nhưng ngươi không nên làm phiền sự phán xét của bệ hạ. Ngươi có biết điều này khiến cho sinh linh lầm than, trở thành tội nhân thiên cổ? Tội nhân thiên cổ. Bệ hạ, xin hãy chặt đầu hết những tên hung nô này, sau đó trả lại cho vua hung nô. Lý Tiêu, ngươi muốn chiến đấu đến chết bảo vệ sự ổn định Đại Can sao? To gan Lý Tiêu mê hoặc bệ hạ, ngươi có biết tội, thần khẩn cầu bệ hạ chặt đầu Lý Tiêu để cảnh cáo. Phụ hoàng, không thể, Lý Tiêu làm điều đó cũng vì Đại Can nước ta. Công chúa đừng để hắn ta lừa, hắn ta chỉ đang giật dây. Trước tiên đem bọn hung nô xuống, giám sát tại ngục. Lý Tiêu, ngươi phải cho ta lời giải thích hợp lý. Đừng trách ta vô tình, để những sát thủ hung nô quay về. Liệu vua hung nô có đàm phán hòa bình với chúng ta không? Sai, càng làm càng sai. Những sát thủ quay trở về, đó là cuộc hành quân của quân hung nô về phía nam. Khi tôi còn nhỏ, Lý Tiêu, ngươi chỉ là một thường dân, làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng quân hung nô chắc chắn sẽ tiến về phía nam? Dùng não nghĩ mà xem, sứ thần hung nô đến đây với danh nghĩa đàm phán hòa bình, nhưng hắn ta đã phạm tội ám sát, mâu thuẫn như vậy, chư vị có thể nghĩ về lý do tại sao? Vì sao? Vì quân hung nô sắp tiến về phía nam. Lý Tiêu, ngươi nói sao? Quân hung nô muốn thực hiện với nước Đại Can ta, dám tiến đánh thần tốc. Không sai, trận lũ kinh thành vẫn chưa qua, quân hung nô muốn lấy lãnh thổ, cách duy nhất tiến về phía nam và xâm chiếm Đại Can ta. Đây là một cuộc chiến sinh tử để sinh tồn. Khởi bẩm vương gia, mặt bạc không chết, ám sát thất bại. Ngươi nói cái gì? Mặt bạc không chết, người đó rất mạnh mẽ, chính là mặt bạc, chỉ là tiểu nhân còn chưa nhìn thấy qua, danh tính chưa thể xác nhận được. Ngươi chưa gặp qua, nhưng bản vương nhớ nó khá rõ ràng. Mỗi lần vết sẹo lại đau, khuôn mặt của tên mặt bạc đó sẽ xuất hiện trước mặt ta. Hãy để 5.000 binh sĩ chuẩn bị, đợi phát tín hiệu, báo cho vua hung nô dẫn quân tấn công Đại Can. Vâng. Đây là cuộc chiến sinh tử, ta sống ngươi chết. Nói năng vô lý, hung nô trước đây bị tướng quân mặt bạc đánh bại,
giờ đây Hung Nô vẫn còn sợ hãi tướng quân mặt bạc, tuyệt đối không dám tiến thêm nữa. Đã đến lúc duy trì sự ổn định. Lý Tiêu, ngươi công khai kích động chiến tranh, rốt cuộc là có ý gì? Lý Tiêu, ngươi cũng là người đọc sách, biết quốc gia mặc dù to lớn, người hiếu chiến nhất định sẽ chết. Bỏ đi, ngươi cả ngày không làm gì, làm sao có thể hiểu được những ý nghĩa này? Đại can ta có tướng quân uy vũ, có thể chịu được 1 triệu quân Hung Nô, một thanh kiếm với một cái áo giáp, làm thế nào có thể chống lại quân Hung Nô? Hỗn sự, ngươi dám coi thường tướng quân mặt bạc? Lý Tiêu, nếu không có tướng quân mặt bạc, làm sao có thiên hạ thái bình như bây giờ? Ngươi không cảm thấy biết ơn, lại còn xúc phạm ngài ấy, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi. Bệ hạ, thần nữ cầu xin ngươi giam Lý Tiêu vào ngục, nghiêm trị trọng phạt, để an ủi linh hồn tướng quân trên trời. Thần cũng cầu xin bệ hạ giam Lý Tiêu vào ngục, hành quyết xử tử. Tôn Niệm Tuyết, nếu không phải là ta, ngươi đã bị Hung Nô giết từ lâu rồi. Dương Thiên, nếu không có ta, ngươi có nghĩ ngươi có thể ở đây nói điều vô nghĩa không? Nếu không có ta, Hung Nô làm sao có thể rút lui? Ngươi có ý gì? Ngươi cứu ta là tướng quân mặt bạc, sao ngươi dám? Ta muốn nói rằng, ta chính là tướng quân mặt bạc, ngài ấy thừa nhận rồi. Câm miệng, ngươi dám làm giả tướng quân mặt bạc. Trước mặt bệ hạ, ngươi có biết đây là tội tru di cửu tộc? Lý Tiêu, ngươi có biết không, ngươi hiện tại giống một tên hề, phá vỡ ảo tưởng cuối cùng của ta về ngươi. Ngươi biết rõ tướng quân mặt bạc, vị trí trong lòng ta, lại còn giả dạng ngài ấy. Ngươi biết không, ngươi như vậy khiến ta thật chán ghét. Hiu ngươi, ta không hối hận. Quả nhiên, không ai biết cả, vào thời điểm đó tướng quân mặt bạc đấu với Hung Nô ở Cư Diên Quan, kết quả rơi xuống sông Hoàng Hà, xương cốt không còn. Lý Tiêu, ngươi dám giả mạo tướng quân mặt bạc, thật là một con chó can đảm. Thần nữ khẩn cầu bệ hạ trục xuất người này khỏi hoàng cung, tuân thủ luật pháp, thần nữ không cho phép ai nói xấu tướng quân. Lý Tiêu, hành vi vừa nãy của ngươi, chẳng có thể tru di cửu tộc nhà ngươi. Người đâu, đem hắn xuống, phụ hoàng đợi đã, con có chứng cứ cho thấy Lý Tiêu là tướng quân mặt bạc. Công chúa xin đừng nói nhảm, tướng quân mặt bạc đã chết rồi, người làm việc này là đang xúc phạm ngài ấy. Tô tỷ tỷ, tướng quân mặt bạc rơi xuống sông Hoàng Hà, tại sao mọi người chắc chắn ngài ấy đã chết? Kể cả tướng quân không chết, Lý Tiêu cũng không có khả năng. Tô tỷ tỷ đừng lo lắng, ta có chứng cứ. Cái này, mặt bạc, ngươi có nó từ đâu? Như chúng ta đã biết, khi đội quân truy tìm tướng quân mặt bạc, chỉ tìm thấy thanh kiếm và áo giáp, chưa tìm thấy mặt bạc. Đây là thứ tôi có trong tay, trong buổi lễ tưởng niệm tướng quân, Lý Tiêu để lại. Điều này là thật, Lý Tiêu, ngươi chính là tướng quân mặt bạc. Bệ hạ, ngài đừng để Lý Tiêu lừa dối. Theo ta thấy, công chúa điện hạ cũng có thể bị lừa. Ngươi nói cái gì? Lần cuối, tướng quân mặt bạc chống lại Hung Nô, Lý Tiêu cũng nằm trong gần đó, rất gần với tướng quân mặt bạc. Đồ vật này, cố ý nhặt thứ này lên, làm rơi trước mặt công chúa điện hạ, lừa dối công chúa, ghê tởm. Cực kỳ ghê tởm, trên quốc gia này, chỉ có một vị tướng quân, ngươi, không xứng. Đủ rồi, tướng quân mặt bạc đã chết rồi, Lý Tiêu, ngươi cũng không cần giả mạo tướng quân, vấn đề này sẽ được thảo luận lại. Câu hỏi bây giờ, làm sao đối phó với tù nhân Hung Nô, thần thỉnh ngài hãy thả tù nhân. Mùa đông năm ngoái, vô số gia súc và cừu chết đói, nếu bệ hạ là vua Hung Nô, năm nay muốn để bách tính sống sót, nên làm thế nào? Tiến quân về phía nam, cướp bóc Đại Can. Nghe thấy không, đó là lý do vì sao quân Hung Nô nhất định tiến về phía nam. Thần khẩn cầu bệ hạ bắt Dương Thiên và Hung Nô cùng hành hình, một người tầm thường như vậy ở Đại Can ta, chỉ hại đất nước và bách tính. Ngươi, rõ ràng là đổi trắng thay đen, gây hiểu nhầm. Ngươi thả hổ về núi là cách hay, ta làm rõ lợi và hại thì nói là gây nhầm lẫn. Cuộc chiến sinh tồn đâu có phải là trò chơi của trẻ con. Hiện nay con đao của Hung Nô đã chạm đến quốc gia ta. Trước mặt bệ hạ, ngươi còn nghĩ cho Hung Nô, ngươi muốn làm gì với nước Đại Can này? Ngươi để bệ hạ ở đâu? Dương Thiên, theo cách ngươi là sai lầm cho đất nước và nhân dân. Ngươi có mục đích gì đây? Ngươi! Bệ hạ, thần làm điều này chỉ vì vì Đại Can. Ngươi thật sự là vì Đại Can, trong lòng ngươi tự biết rõ. Dương Thiên, ngươi có biết tội, thần. Bệ hạ đợi đã. Cha, lão thái sư, sao ngươi lại tới đây? Người đâu ban ngồi, không cần ngồi. Lão thần nghe nói có tên mê hoặc bệ hạ đến đây để dọn dẹp triều cương, thần chưa bao giờ nghĩ mình đến đây. Thần thấy người này nói xấu con trai thần, nói xấu Dương gia, lão thái sư cũng đến rồi. Ngài ấy là một trong những phó tướng của tướng quân mặt bạc, có những công lao to lớn. Dương Thiên là con trai của Dương thái sư, Lý Tiêu muốn ép Dương Thiên vào chỗ chết, điều đó có phải Lý Tiêu nhất định sẽ chết? Dương thái sư nói nghiêm trọng rồi, bệ hạ thánh minh đương nhiên sẽ không làm ra chuyện vô nghĩa như vậy. Tất cả điều này là do những kẻ gian thần gây ra. Cha, đều là Lý Tiêu mê hoặc bệ hạ. Lý Tiêu to gan, ngươi có biết tội, ta có tội tình gì?
Phi nhân khẩu nhỏ, nhưng Dương gia ta đều trung thành, làm sao có thể cho phép ngươi tùy ý đưa ra những lời buộc tội sai trái. Hôm nay ta phải thu nhập ngươi, lão thái sư không được. Đây là cung điện hoàng gia, ngươi dám động đao. Lý Tiêu thấy người hung nô tiến về phía nam cướp bóc. Cũng như có công, vệ hạ người có biết đây là gì không? Đả vương kim trùy, không sai, đây là chiếc trùy vàng được tiên hoàng ban tặng, để đánh hôn quân, đánh kẻ gian thần. Hôm nay thần dùng cái trùy này, để giết Lý Tiêu. Không, chiếc trùy vàng này rõ ràng là được trao cho vị tướng mặt bạc. Làm sao lại trong tay lão sư rồi? Lão phu là phó tướng, trước khi tướng quân ra đời đã giao nó cho lão phu, còn dạy lão phu 72 kiếm pháp, để lão phu bảo vệ đất nước. Hôm nay ta dùng chiếc trùy vàng này giết Lý Tiêu. Không được, lão thái sư có thể vì nể mặt phụ thân thần nữ tha mạng cho hắn. Nếu hắn ta không quỳ xuống và nhận lỗi, lão phu có thể tha cho hắn một mạng. Tuy nhiên tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó tha, chân tay phải bị loại bỏ để làm gương cho thiên hạ. Lý Tiêu còn không mau quỳ xuống hướng lão thái sư nhận tội. Ngươi muốn ta hướng hắn nhận tội, biết sai có thể sửa, không có gì tốt hơn cả. Tuy nhiên sẽ trở thành phế vật, nhưng ít nhất có thể giữ được mạng. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi. Niệm Tuyết, nhìn thấy chưa, hắn căn bản không đánh giá cao chút ân tình này. Gian thần quỳ xuống, ngươi dám bắt ta quỳ xuống, ngu dốt chậm chạp. Hôm nay lão phu sử dụng trùy vàng này giết ngươi đi, kẻ gian thần. Không có nội lực, kiếm pháp của ngươi chỉ là học trộm. Trước nay ta biết ngươi là kẻ vô dụng, cho ngươi 5.000 quân tinh nhuệ, thế mà không giết nổi 100 người hung nô. Chiếc trùy vàng này giống như một viên ngọc phủ đầy bụi trên tay ngươi. Hôm nay ta sẽ đem nó thu về. Lời lẽ vô lý, hôm nay lão phu phải giết ngươi. 10 lộ đường chạy qua đại dương, chiêu này là một trong 73 chiêu lợi hại nhất, để ta xem lần này ngươi thoát như thế nào. Bẻ gãy cây trùy vàng bằng một ngón tay, ngươi rốt cuộc là người nào? Quả nhiên là đồ giả. Hộ giá, Lý Tiêu to gan, làm loạn triều đình, đây là một trong những tội tru di cửu tộc, còn không mau đầu hàng. Lý Tiêu, bỏ cây trùy xuống, nếu không, phụ hoàng, chiếc trùy vàng này chắc chắn là giả, nếu không, tại sao nó lại bị gãy ngay? Bệ hạ, chiếc trùy vàng này, nó được vị tướng quân mặt bạc giao cho thần, nó như là mạng sống của lão phu. Hôm nay chiếc trùy vàng đã bị Lý Tiêu làm gãy, nếu bệ hạ không thay thần làm chủ, lão phu sẽ đập đầu và chết dưới điện này. Cha, bệ hạ, xin bệ hạ hãy vì Dương gia làm chủ. Bệ hạ, đại thần tự gián chắc chắn phải có sự bất công lớn, nếu bệ hạ không đưa ra quyết định nhanh chóng sáng suốt sẽ nguy hại cho đất nước, xin bệ hạ vì lão thái sư làm chủ. Ha 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 ha, ngươi cười cái gì, ta cười ngươi không biết ý. Chiếc trùy vàng này, thông tin lộ ra, chiếc trùy vàng của nhà vua 9 nút 3 thước, thân được khắc 4 chữ, nhưng chiếc này lại không có. Đây không phải giả mạo sao? Phụ hoàng, quả thật không có 4 chữ đó. Thật sự là giả mạo. Hừ, nhân khẩu tuy nhỏ, xuất khẩu cuồn ngôn, vũ khí vàng này, ngoại trừ tiên hoàng và tướng quân mặt bạc, chưa có ai từng nhìn thấy nó lần nữa. Ngay cả hoàng thượng, còn chưa bao giờ nhìn thấy qua. Ngươi dựa vào đâu nói được 4 ký tự trên đó? Chẳng thực sự không biết chuyện này. Ngươi không muốn nói mình là tướng quân mặt bạc. Chính xác, Lý Tiêu, ngươi còn ồn ào kéo dài đến bao giờ? Chiếc trùy vàng, nó thực sự được ghi lại trong cuốn sách bí mật hoàng gia. Bệ hạ sẽ biết ngay khi ngài kiểm tra. Chậm nhớ ra rồi, nó thực sự được ghi lại. Người đâu dâng cuốn sách bí mật? Bệ hạ đừng nghe lời vu khống của gian thần. Ngươi cảm thấy có lỗi, ngươi có địch nhân, báo. Khởi bẩm bệ hạ, quân hung nô tấn công, cửa phía nam kinh thành đã thất thủ. Cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở giữa kinh thành lại có nhiều hung nô đến như vậy? Họ đã cải trang và ẩn nấp vào kinh thành, chắc là có kế hoạch từ trước, âm mưu chiếm kinh thành. Báo khởi bẩm bệ hạ, 800 dặm cấp tốc, cư diên quan thất thủ, quân hung nô lại tấn công, binh lính đang hướng vào kinh thành. Ngươi đoán đúng rồi, người hung nô là ai tới? Hiền vương của hung nô, Côn Tháp Ma. Hiền vương Côn Tháp, nghe đồn người này võ công còn cao hơn cả đạo vương 6 ngón. 5.000 binh lính tinh nhuệ, họ đều là những chiến binh và tướng lĩnh tinh nhuệ chống lại 100 kẻ thù. Làm sao có thể là hắn? Bệ hạ, Hiền vương dũng mãnh ngang tàng, xin bệ hạ nhanh chóng hạ lệnh gửi đại quân đánh bại hung nô, nếu không ngay khi quân hung nô từ phía bắc đến, kinh thành liền xong rồi. Xin bệ hạ hãy nhanh chóng đưa ra quyết định. Dương thái sư, hiện nay triều đình ngươi là người duy nhất còn lại để bảo vệ đất nước, mời Dương thái sư cứu đại can ta ra khỏi nước lửa này. Dương thái sư, trẫm sẽ phong ngươi làm đại nguyên soái, chiến đấu hung nô ngươi nghĩ thế nào?
Bệ hạ, lão phu vừa nãy bị Lý Tiêu làm bị thương, khó đảm nhận trách nhiệm này, xin bệ hạ hãy nhờ vị tướng quân khác. Lý Tiêu, xem ngươi đã làm hỏng chuyện. Chỉ là hiền vương, có gì phải sợ, công tử có biện pháp, trong một khoảnh khắc có thể phá hủy. Cầu xin công tử hãy cứu đại can ta. Lý Tiêu, ngươi sẵn sàng dẫn quân chiến đấu Hung Nô không? Bệ hạ không thể. Dương Thiên, ngươi có phản đối? Thần hoài nghi Lý Tiêu là gián điệp của Hung Nô. Im miệng đừng nói nhảm. Công chúa điện hạ xin hãy kiên nhẫn. Thần có chứng cứ, Lý Tiêu không học không võ công, một người vô dụng, điều này được nhiều người biết đến. Nhưng hôm nay hắn ta võ công cao cường, đến thần cũng đánh không lại. Vậy xin hỏi, tại sao lại giấu võ công lâu như vậy? Là vì điều gì? Võ công cao cường liền có thể chứng minh hắn là gián điệp Hung Nô sao? Nếu võ công cao cường, tất nhiên không giải thích được điều gì. Nhưng hôm nay, Lý Tiêu có thể giết chết Hồ Diên Đằng bằng chính đôi tay của mình, nhưng lại không động thủ, để Hồ Diên Đằng chạy thoát. Hơn nữa còn có 5.000 Hung Nô lẻn vào thành. Vì vậy thần kết luận rằng kinh thành nhất định có nội bộ của Hung Nô. Hóa ra như vậy, vì vậy ngươi đã phá vỡ cây chùy vàng, đánh trọng thương lão phu, làm đại can ta mất đi cổ vật trấn quốc và tướng quân hộ quốc. Chờ người Hung Nô đến xâm lược, khó có thể đấu lại được. Hiện tại chủ động nghênh chiến, chắc rằng muốn hợp tác cùng Hung Nô nội ứng ngoại hợp, giành lấy kinh thành. Lý Tiêu, thủ đoạn của ngươi thật đáng sợ. Ta rút lại những điều vừa nãy, ngươi không phải là một phế vật, nhưng cuối cùng ngươi đã bộc lộ những khuyết điểm của mình. Muốn giấu mình thì phải chịu đựng, thế thì tại sao ngươi lại giấu? Ta chưa bao giờ che đấu, chỉ là trong mắt ngươi không có ta, cho nên ngươi không nhìn thấy. Niệm Tuyết, đừng để bị hắn lừa. Lúc đầu trận chiến Cư Diên Quan, Lý Tiêu cũng trong những người loạn quân nổi dậy, tướng quân mặt bạc đều chết trên chiến trường. Vì sao hắn, Lý Tiêu, có thể an toàn trở về? Nguội không cảm thấy kỳ quái sao? Chẳng trách ngày đấy ta không nhìn thấy ngươi. Lý Tiêu, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc có phải là gián điệp Hung Nô? Trong lòng ngươi không phải quyết định từ lâu rồi sao? Nếu ta giải THC, ngươi có tin không? Lý Tiêu, người quên rằng ngươi cũng là thần dân đại can ta. Bệ hạ, sự thật đang ở trước mặt người, thỉnh bệ hạ nhanh chóng xử tử Lý Tiêu. Không được, con không tin Lý Tiêu là gián điệp. Phụ hoàng, Lý Tiêu là một trọng thần, nếu giết nhầm, người sẽ hối hận suốt đời. Công chúa, người bị hắn mê hoặc rồi, mau thức tỉnh đi, hắn là gián điệp. Nếu như bệ hạ không thể động thủ, vậy thì lão phu sẽ làm điều đó. Người đâu, mau chóng giết Lý Tiêu. Một lũ ngu ngốc, Hung Nô hiện tại đang tấn công, còn ở đây tranh đấu nội bộ. Bỏ đi, bây giờ ngươi quá cố chấp, vậy ta sẽ đánh cho ngươi tỉnh. Thương đến. Giao Long xuất hải, đây chính là tuyệt kỹ nổi tiếng của tướng quân mặt bạc, làm sao ngươi biết? Ếch ngồi đáy giếng, hộ giá mau hộ giá, mọi người đã nhìn thấy rõ chưa? Cầm thương trước mặt bệ hạ, đây không phải là có ý đồ xấu sao? Chắc chắn âm mưu giết hại bệ hạ. Dương gia các ngươi thực sự vô dụng. Lý Tiêu, nếu muốn ám sát bệ hạ, trước tiên qua ta trước. Tôn Niệm Tuyết, ta tuy là nữ tử, nhưng có thể phục vụ đất nước. Nữ nhân, dùng não của ngươi suy nghĩ cẩn thận. Nếu ta muốn ám sát bệ hạ, vừa rồi khi Hồ Diên Đằng ở đây thì các ngươi đã chết rồi. Quả thực, nếu Lý Tiêu là gián điệp, sớm động thủ lâu rồi, tại sao phải đợi đến bây giờ? Phụ hoàng, nhi thần bảo đảm, Lý Tiêu nhất định không phải là gián điệp. Hoàng thái hậu đến. Mẫu hậu, sao người lại tới đây? Người Hung Nô đã tấn công kinh thành rồi, nếu ai ra không tới, đại can rộng lớn này sắp sụp đổ rồi. Mẫu hậu không phiền, nhi thần đang thảo luận với các ái khanh, thương nghị đối sách. Động đao động thương, có ai thảo luận về những vấn đề quan trọng như thế này không? Nhanh nhanh kêu Dương Khoát lập tức ra trận. Mẫu hậu, Dương thái sư bị thương, e rằng không thể mang binh ra trận. Là kẻ nào to gan? Hoàng thái hậu minh giám, phụ thân thần bị Lý Tiêu làm bị thương, hắn là gián điệp của Hung Nô. Là vậy sao? Lý Tiêu chuẩn bị xuất trận, Dương thái sư nói hắn là gián điệp, nhưng trẫm là vua của một nước, cũng không muốn tùy tiện vu oan người tốt, điều này sẽ mất một thời gian để tra. Hồ đồ, Dương thái sư là trọng thần, lại chiến đấu chống lại Hung Nô, đả thương hắn chính là đả thương bản mặt của đại can ta. Điều này còn không chứng minh Lý Tiêu, hắn chính là gián điệp không? Hoàng nãi nãi, Lý Tiêu là bắt buộc phải ra tay, còn có thể chứng minh hắn không phải là gián điệp Hung Nô? Im miệng, người vẫn còn trẻ, làm sao biết lòng người hiểm ác? Hoàng đế, lúc đứt nên đứt, nếu không sẽ loạn. Kể cả Lý Tiêu này không phải gián điệp, nhà họ Dương so với tên tiểu Lý này, cái nào quan trọng hơn? Ngươi cũng nên biết rồi chứ. Ngoài ra trên đại điện này, chỉ có Lý Tiêu mới dám cầm vũ khí. Bên trọng bên khinh, nhìn thoáng qua thì rõ ràng Lý Tiêu này võ công cao cường, không ai là đối thủ, dù có muốn bắt hắn cũng không bắt được. Thần có biện pháp. Lý Tiêu,
ngươi xem đây là cái gì? Huyền Vũ Ngọc. Nó từ đâu đến? Huyền Vũ Ngọc là vật gì? Đây là di vật cha Lý Tiêu để lại. Vài năm trước, cha của Lý Tiêu, Lý Đặng Vân chết trên sa trường. Xương cốt chưa tìm thấy. Năm ngoái khi gia phụ canh giữ biên giới, hài cốt của cha Lý Tiêu phát hiện một cách tình cờ. Lý Tiêu, chẳng lẽ ngươi không muốn cố vật còn lại của cha ngươi sao? Vô sỉ, Lý Tiêu, lập tức dừng tay, nếu không ai ra sẽ tiêu hủy di vật của cha ngươi, biến chúng thành tro bụi, sau đó ném xuống vực sâu, phủ phân lên. Lý Tiêu, đừng có phản kháng nữa, ngươi cũng nghĩ bọn họ nói đúng, ta chỉ hy vọng ngươi lặp lại sai lầm, cũng không muốn nhìn thấy ngươi đau khổ nhìn thấy cha, phụ thân của ngươi là một anh hùng, ta nghĩ ngươi cũng không muốn nhìn thấy ngươi, như vậy, con không đồng ý. Lý Tiêu hy sinh mạng sống cho đất nước, sao hoàng nãi nãi có thể làm như vậy? Câm miệng, ngươi đạt được điều lớn lao không dính vào những chuyện tầm thường. Tặc tử Lý Tiêu, ngươi đã quyết định chưa? Thái hậu, ngươi có biết hôm nay ngươi đã làm gì không? Khiến bao nhiêu người trung thành lạnh tâm, tên bán nước, có lẽ phụ thân ngươi cũng không sạch sẽ, được. Thật hay một câu bán nước. Ngươi không muốn di vật của phụ thân ngươi trả lại sao? Lý Tiêu, ta chưa bao giờ bị người khác ép buộc. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một tên hề không đáng nhắc tới. Lập tức, ta sẽ khiến cho ngươi biết Lý Tiêu ta trung thành hay phản bội. Ngươi cầm cái gì chứng minh? Chỉ bằng miệng của ngươi giết hiền vương của Hung Nô, đủ chưa? Ngươi quả nhiên còn muốn thoát khỏi đây. Lão phu xem, ngươi sẽ không giết Hung Nô. Ngươi tận dụng cơ hội đúng hơn. Nguy hiểm sắp tới vẫn chưa nhận ra. Dương gia quả nhiên đã suy giảm. Ngươi có ý gì? Đến rồi, mặt bạc, còn không mau qua đây chịu chết. Hiền vương của Hung Nô hỏng rồi, cung điện đã bị phá vỡ. Xong rồi, khẳng định là Lý Tiêu, hắn chính là gián điệp của Hung Nô, cấm vệ hoàng gia. Tại sao bạn lại dễ bị xâm nhập như vậy? Hiền vương không ngờ ngươi lại tự phụ như vậy, dám một mình xâm nhập hoàng cung. Quả nhiên là ngươi. Hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Điều này có thể chứng minh ta không phải là gián điệp Hung Nô. Đương nhiên không phải. Thịnh Lý công tử ra tay giết chết Hung Nô, ngươi đã tìm ra cách chết chưa? Chúng ta cùng nhau tính toán nợ cũ và mới. Ngươi không bị thương, vương gia, ta đến giúp người. Ngươi đừng qua đây, không được giết ta, ta là hiền vương của Hung Nô, ta nguyện ý đầu hàng. Lý Tiêu dừng tay. Lý Tiêu hỗn xược, ngươi không nghe thấy ai ra nói sao? Thần tập trung vào việc tiêu diệt kẻ thù nên không nghe thấy, xin thái hậu thứ lỗi. Bệ hạ, hiện tại có thể chứng minh thần vô tội. Ái Khanh là trẫm đã hiểu nhầm người rồi. Lý Ái Khanh quả nhiên là một trung thần. Bệ hạ, Lý Tiêu đã giết hiền vương của Hung Nô, điều này nhất định sẽ khiến người Hung Nô tức giận. Tiếp theo đại can ta nhất định sẽ nguy hiểm. Thần khẩn cầu bệ hạ giao Lý Tiêu cho người Hung Nô để đổi lấy hòa bình. Thái sư, người đã già rồi, trẫm không muốn thấy ngươi vất vả nữa. Phong ấn ngươi là Ngân Thanh Quang, vinh quang thái siêu. Điều thứ hai, sau khi người từ chức thái sư, tạm thời nghỉ đi. Hoàng đế thái sư cố gắng vì đất nước, làm sao người có thể làm như vậy? Mẫu hậu không cần nhiều lời, trẫm là hoàng đế, việc Lý Tiêu làm đúng hay sai trẫm tự có phán đoán. Hung Nô tham vọng, sợ quyền lực nhưng không sợ đức hạnh, làm sao nó có thể dễ dàng buông tha? Lý Ái Khanh, trong kinh thành quân Hung Nô vẫn còn, như Ái Khanh nhìn thấy, làm sao để đối phó? Đơn giản, chém đầu hai người này, treo nó trước cổng kinh thành. Quân Hung Nô chỉ có 5.000 trong kinh thành, nhìn thấy người đứng đầu như vậy, lòng quân sẽ giảm, lúc đó hàng vạn quân ta cùng nhau tấn công, mối nguy hiểm Hung Nô hóa giải. Hay làm theo những gì Ái Khanh nói. Khởi bẩm bệ hạ, người Hung Nô trong kinh thành đã được giải quyết, kinh thành đã ổn định. Báo cáo từ vùng biên giới, quân Hung Nô tạm thời rút lui. Hay lắm, Lý Ái Khanh, ngươi có công, trẫm muốn ngươi gia nhập quân đội, dẫn dắt đội kỵ binh chống lại người Hung, ngươi có nguyện ý? Bệ hạ, thần không muốn. Phụ hoàng Lý công tử không chỉ võ công cao cường, còn có tài văn thơ. Trước đó người có thể thử đưa ra câu hỏi, nếu không phụ hoàng phong Lý công tử thành Trạng Nguyên thế nào? Hoàng nhi ngược lại nói có lý. Lý Ái Khanh, nếu ngươi không muốn lãnh binh, trẫm sẽ phong ngươi làm Trạng Nguyên vào viện Hàn Lâm, được ủy quyền bởi học viện Hàn Lâm, ngoài ra tặng một phủ định
ngươi có nguyện ý? Bệ hạ. Cảm ơn bệ hạ. Ngoài ra cũng bị chỉ trích, bỏ lỡ cơ hội. Niệm Tuyết, chuyện này ngươi nên xin lỗi Lý Tiêu. Làm sao phu thê dễ dàng buông tay như vậy? Làm sao khiến phụ thân ngươi ở tiền tuyến an tâm chiến đấu? Không cần thưa bệ hạ, thần và Tô tiểu thư không quan hệ gì cả. Dư gang không ngọt, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Bỏ đi. Có chuyện sao? Tại sao lại giấu tôi? Tôi đã giấu ngươi điều gì? Ngươi có võ công cao cường, nếu như ngươi không giấu ta điều đó thì ta sẽ không hiu thương ngươi. Ngươi làm thế này là để khiến ta xấu hổ trước mặt mọi người. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi chính là vì ta hiu ngươi, vì vậy cảm thấy bực bội. Bây giờ tôi là trò cười của mọi người, ngươi vui rồi, đó là không vì ngươi muốn hiu thư công khai. Chính là ngươi đưa lên triều. Đối với ta hoài nghi, ngươi từ đầu đến cuối tin tưởng ta một lần. Nó cũng không kết thúc như thế này. Ta, Lý đại nhân hóa ra ở đây, bản cung có chuyện muốn nói với Lý đại nhân, không biết đại nhân có thể thương lượng được. Niệm Tuyết, người bị lừa rồi. Đây là chân dung của Hiền Vương, người hôm nay chúng ta thấy có gì khác biệt? Ta nhớ ra rồi, Tả Hiền Vương không có vết sẹo trên mặt, nhưng trên mặt người Hung Nô hôm nay có một vết sẹo gớm ghiếc, cho nên người Lý Tiêu giết căn bản không phải Tả Hiền Vương của Hung Nô. Hắn quả nhiên lừa ta, lừa dối mọi người và cả bệ hạ. Niệm Tuyết, có thể cho rằng bệ hạ không biết điều này nhằm ổn định tinh thần quân đội. Vậy là tin tức về việc giết Tả Hiền Vương đã xuất hiện, tinh thần quân đội ta chắc chắn sẽ được nâng cao. May vẫn chưa bị lộ, hóa ra như vậy. Nhưng Lý Tiêu không thể giả mạo được võ công cao cường, bởi vì trước đó phụ thân ta trước khi ra trận bị thương nặng, lúc đó Lý Tiêu mới chiếm được tiện nghi. Kết quả mọi người nghĩ rằng Lý Tiêu tốt hơn phụ thân ta, thêm tình hình hỗn loạn bây giờ chỉ là ảo giác. Vậy tại sao Thái Sư không nói ra? Chính là phụ thân ta không cho phép nói, ngài ấy đang bào chữa cho sự thất bại của mình. Thật đáng tiếc, lúc đó ta bị Lý Tiêu quấy nhiễu tâm trí. Với võ công của ta, nhất định sẽ giết được Tả Hiền Vương, đều tại Lý Tiêu ảnh hưởng tâm trí ta, bằng không làm sao Hung Nô có thể tận dụng. Rốt cuộc vẫn là sai lầm đến sai lầm khác. Niệm Tuyết, người yên tâm, hắn sẽ nhanh lộ ra bản chất của mình. Có ý gì? Buổi tụ họp các học giả sắp bắt đầu rồi, hắn là Trạng Nguyên được Hoàng thượng phong, nhất định tham gia. Công chúa tìm ta, có chuyện gì? Ta có nên gọi ngươi là Lý đại nhân hay là tướng quân mặt bạc? Công chúa nếu như đã biết, tại sao lại hỏi dù người đã biết? Ta còn nghĩ ngươi sẽ không thừa nhận điều đó. Công chúa muốn hỏi cái gì? Nếu như ngươi chưa chết, tại sao không muốn thừa nhận vị trí này? Nếu như tôi không chết, làm sao có thể vạch mặt những kẻ phản bội? Phản bội? Ý ngươi nói là trong triều đình có gián điệp Hung Nô? Người Hung Nô nhiều lần đi về hướng Nam, lý do tại sao mạnh mẽ như vậy chính là có kẻ phản bội. Người này quyền cao chức trọng, nếu tìm không ra, Hung Nô nhất định sẽ tới Nam Kinh. Vậy ngươi có manh mối chưa? Lý Tiêu chính là tướng quân mặt bạc, có gián điệp của Hung Nô bên trong Đại Can ta. Chẳng trách không muốn tiết lộ danh tính. Lý Tiêu chính là phước lành của Đại Can ta, vậy thì trẫm sẽ phối hợp với hắn, chờ đợi một ngày thành công, trẫm quyết không phụ hắn. Hoàng Nhi, chữ duyên phận sẽ mất đi nếu con để nó trôi qua trong chốc lát. Bây giờ Lý Tiêu chỉ có một mình, xem con thể bắt được trái tim hắn không, phụ hoàng. Niệm tỷ tỷ là người không cần Lý Tiêu, không phải ta lợi dụng. Nhân tiện sự kiện sắp bắt đầu, Đại Can ta lâu rồi chưa xuất hiện nhân tài, bảo Lý Tiêu tham gia. Vâng, ngươi thật sự dám tới. Ngươi đúng là âm hồn bất tán. Ta là thế tử, thân phận cao quý, đương nhiên có thể được tham gia rồi. Cho nên ta nói với ngươi, ở đây đều là những văn nhân có thể đọc thơ và đối câu, không phải là nơi một người như ngươi tới. Còn không mau cút, đừng làm bẩn mắt mọi người. Lý Tiêu, trong mắt ngươi nếu còn một tia xấu hổ, liền nên rời khỏi đây ngay lập tức. Ta sẽ không hướng tới bệ hạ ý kiến, vậy nên ta vẫn có thể tha thứ cho ngươi. Thú nhận điều gì? Chấp mê bất ngộ. Ngươi biết hôm nay có bao nhiêu văn giả đến đây tham gia không? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn tiếp tục đạo thơ của tướng quân mặt bạc? Điều đó chỉ khiến ta coi thường ngươi hơn. Nếu ngươi không tin ta, dù nói ngàn lần cũng vô ích, cũng là vô dụng. Ngươi, Lý đại nhân, ngươi tới rồi, mau theo ta vào. Lý Tiêu, đây là viện trưởng viện Hàn Lâm, gặp qua phó đại nhân.
Lý Tiêu, cuộc hội họp của các học giả này rất náo nhiệt, đến là một học giả vĩ đại. Ngài ấy có kiến thức uyên bác, bụng đầy thao lược, xuất thân từ gia đình giàu có, rất có uy tín ở Đại Can ta. Cùng ta có gì liên quan? Ngài ấy có uy tín cao trong nhân dân, nhưng lại là kẻ thù chuyển kiếp của Học viện Hàn Lâm. Bây giờ ngươi là trạng nguyên mới, là người biên soạn mới của Học viện Hàn Lâm. Ngươi nhất định là mục tiêu của ngài ấy. Hàn Lâm Viện, 3 năm trước thua thật thảm. Lần này ngươi có can đảm tham gia. Thái Nho Gia vẫn còn canh cánh trong lòng. Lão Phu đã quên trận đấu 3 năm trước, nhưng mà Thái Nho Gia vẫn nhớ rõ điều đó. Ha 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 ha. Nhớ rất rõ ràng, nền giáo dục tư thục của ta tốt hơn nhiều so với Học viện Hàn Lâm của ngươi. Lần này các ngươi thua chắc rồi. Vậy thì chưa chắc, Thái Gia năm nay tân trạng nguyên cũng tới rồi. Ta nghĩ là, nhất định sẽ phá hủy viện tư thục của ngài. Hắn đang ở đâu? Chính là hắn. Ngươi chính là trạng nguyên năm nay. Được thăng làm quan, dám so tài với hội thi Hạo Nguyệt năm nay. Hạo Nguyệt, ếch ngồi trong đáy giếng. Ngươi dám xúc phạm ta. Chỉ nói sự thật, không kính trọng trưởng bối. Nói năng lung tung, chẳng lẽ trạng nguyên năm nay không có tôn ti sao? Lý Tiêu, sao ngươi dám ngạo mạn như vậy? Còn không mau hướng Thái Nho Gia xin lỗi. Học không cần ưu tiên với lão sư. Thái Nho Gia là quá tự tin. Công chúa, chẳng lẽ ngươi cũng bảo hộ không kính trọng người lớn tuổi sao? Tuyệt đối không phải thiên vị, chỉ là nói sự thật. Được, ta sẽ chờ đó. Ngươi vẫn là một tên kiêu căng, trốn sau lưng phụ nữ, không có tinh thần của một nam tử Hán. Tô tỷ tỷ, Lý Tiêu không phải là cáo giả hổ, hắn thật sự có tài thật đó. Lý Tiêu thật sự có tài hay không? Ta hiểu rõ, hắn có một chút thông minh, nhưng so với học giả khác, không thể so sánh được. Ngươi vẫn còn trẻ, bị hắn ta lừa rồi. Tỷ tỷ có dám cược với ta? Cược cái gì? Chính là Lý Tiêu có thể giành chức quán quân trong năm nay. Thế thì người thua rồi. Tỷ tỷ chính là đáp ứng rồi. Như vậy cảm ơn tỷ tỷ. Có ý gì? Không có gì. Sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau vào ngồi đi. Chư vị, hôm nay bản cung đại biểu phụ hoàng chủ trì buổi nho giả hôm nay. Vinh sự sâu sắc, bản cung tuyên bố nho giả hôm nay chính thức bắt đầu. Phó viện trưởng tại hạ là vua cờ Giang Nam, sau bao nhiêu năm chơi cờ đã nghiên cứu một ván cờ, mong Hàn Lâm Viện phá nó. Chuyện này, đây chính là nước cờ kỳ thánh, cửu cung tàn cuộc. Chính xác, tại hạ chính là dùng cửu cung tàn cuộc làm khó người chơi. Nếu Học viện Hàn Lâm ai có thể phá được nước cờ này, tại hạ cam tâm bái phục. Nhưng theo ta thấy, Học viện Hàn Lâm dành cả đời cũng nghĩ không ra, cũng không thể phá vỡ được nước cờ này. Hàn Lâm Viện ta nhân tài vô số, có gì mà không phá được? Lão Phu không phá được. Quả nhiên như vậy, Học viện Hàn Lâm các người đều là một phế vật. Ngươi chính là trạng nguyên năm nay, xem ngươi đứng bên cạnh không nói gì, chỉ tập trung vào ăn uống. Chắc đúng như lời đồn, là một tên ngốc. Nước cờ này không tồi, đó là đương nhiên, ngược lại có một chút phong thái thiếu niên của ta. Ngươi ngươi, Phó Thái Khanh, Hàn Lâm các ngươi đều rất kiêu ngạo, điều đó có thô lỗ không? Người Hàn Lâm Viện ta như thế nào? Không cần các ngươi nhọc lòng, sư ngôn. Như lời trạng nguyên đã nói, cờ vây của ngươi vẫn còn non trẻ, ngươi thấy thế nào? Thái Nho hắn ta xuất khẩu cuồng ngôn, vậy để hắn ta thử, nếu như hắn ta có thể phá vỡ được nước cờ này, ta cả đời không bao giờ chơi cờ nữa. Nếu như hắn thua, ta nhất định đòi lại một cái công đạo, yên tâm. Đến khi đó lão phu nhất định làm chủ. Lý Tiêu dám bước tới để thử, vậy thì thử xem. Thứ ba bên trái tiến phía trước, năm bên phải lùi phía sau. Cờ đen chỗ chết cờ trắng bản họa, như vậy không phải kết thúc rồi sao? Phó đại nhân có thể tan rồi. Làm sao như vậy được? Phá rồi. Sư ngôn, ngươi thua rồi, ngươi làm sao có thể phá võ được nước cờ của ta? Lý Tiêu, nước cờ của ngươi thật kỳ diệu. Xin hỏi ngươi học ai vậy? Gia sư tên là A Nhĩ Pháp. Lý Tiêu, tại sao ta chưa bao giờ nghe qua A Nhĩ Pháp? Còn nữa, cái tên này sao nghe kỳ quái đến vậy? Trong tất cả những người nổi tiếng chơi kỳ vây, ta đều biết, ta chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Vậy là do ngươi thiếu hiểu biết. Ngươi, được rồi, sư ngôn ngươi đã thua rồi. Lý Tiêu, nếu có cơ hội, thay ta hỏi thăm đến gia sư. Lý biên soạn quả nhiên lợi hại, quá khen. Nghiệm Tuyết, hắn nhất định là may mắn, nên như vậy. Trận tiếp theo, bốn đại học giả tranh luận thơ với Học viện Hàn Lâm. Vậy mà lại là thơ, Lý Tiêu lần này nhất định thua chắc rồi.
bản chất của thơ ca là điều mà Trường Tư Thục giỏi nhất. Chưa bao giờ thu, Lý Tiêu ngươi có dám đấu với ta một trận? Có gì không dám, vậy nghe rõ đấy, cái gì là thơ, cái gì là văn học, sự khác biệt giữa thơ và văn học, cái này. Câu này quá khó, căn bản không có lời giải. Ngươi không thể phân biệt được thơ và văn học sao? Ta đã nói, vừa nãy chỉ là may mắn, bây giờ bị lộ rồi. Ngươi cười cái gì? Ta cười, để ngươi quá đơn giản. Nếu Trường Tư Thục chỉ có trình độ này, vậy đừng ra ngoài để làm mình xấu hổ. Hỗn xược, ngươi dám coi thường Tư Thục bọn ta, khoe khoang mà không biết ngược. Chư vị, người này trước đây đạo nhiều bài thơ, kim ngọc bên ngoài, bên trong thối nát, tôi vô cùng xấu hổ với người đọc sách. Hóa ra như vậy, ta nghĩ rằng học giả đại diện Hàn Lân nên kiến thức uyên bác, hiểu rõ mọi người, không ngờ đến là một kẻ đạo thơ. Buồn cười, Lý Tiêu đừng khoe khoang nữa, nếu không trả lời được, ta hy vọng ngươi lập tức xin lỗi, như vậy mới chân chính làm người. Khoe khoang, bọn họ không xứng. Ngươi, nếu là như vậy thì ngươi nên trả lời, nếu ngươi đáp không ra, ta nhất định thưa với bệ hạ, thu hồi tư cách trạng nguyên của ngươi, không bao giờ tuyển dụng, cũng được. Hôm nay sẽ cho ngươi biết thế nào trời cao đất dày. Một chủ đề tranh luận đơn thuần, cũng khiến ngươi tự cao, cảm giác ưu việt ở đâu? Nếu ngươi cảm thấy câu này đơn giản, vậy thì trả lời trước mặt mọi người, ta muốn xem trẻ tuổi như ngươi, làm sao phân biệt được thơ và văn xuôi. Được, nghe cho rõ đây. Văn xuôi hoàn toàn không có cấu trúc vần mà hầu hết thơ ca đều có. Vậy nên văn xuôi chứa trọn bộ các câu đầy đủ, thơ có nhịp điệu, vần độ dài quy định. Ngươi vậy có thể mà phân biệt được thơ và văn xuôi. Đáp đúng rồi, Thái Đại Nho, lần này chúng tôi thắng rồi. Lý Tiêu, tài năng của ngươi quả thực nằm ngoài mong đợi, nhưng mà trận đấu tiếp theo nhất định sẽ không dễ dàng như vậy. Thái Châu nổi tiếng Đỗ Huy, Giang Nam nổi tiếng Triệu Thư, Vĩnh Xuyên nổi tiếng ở Từ Trọng, họ là ba học giả nổi tiếng, ai có thể lên đây? Đừng nói nhảm, cùng nhau lên. Cuồng vong kiêu ngạo, hỏi ý nghĩa của thơ là gì? Thơ thể hiện khát vọng, hát để bày tỏ cảm xúc, tham vọng tâm trí, lời nói như thơ. Ý nghĩa của văn xuôi là gì? Văn truyền tải sự thật, do đó có văn hóa. Từ này nghĩa là gì? Chữ dựa vào thân nên chữ viết mới có hoa. Đây, làm sao có thể, thật sự ấn tượng kinh tài. Vị tiếp theo, Lý Công Tử nhanh nhẹn sáng tạo, Triệu Mỗ bái phục, nhưng thật không may, ngươi đã gặp Triệu Mỗ ta và Từ Danh. Hôm nay ngươi chỉ có thể dừng lại ở đây. Lý Công Tử bây giờ đầu hàng chưa muộn, để không thất bại thảm hại, làm mất mặt viện Hàn Lân. Đừng lãng phí thời gian, cùng nhau lên, tại hạ cùng xử lý, một mình đấu với bọn họ, cuồng vong kiêu ngạo. Lý Công Tử, ngươi có chắc là ta và những người khác cũng muốn đưa ra những câu hỏi tranh luận? Đừng nói nhảm nữa, ra đề. Lý Tiêu, lão phu khuyên ngươi một câu, người trẻ tuổi không nên kiêu ngạo, không kiêu ngạo sao gọi là người trẻ tuổi? Thái lão đầu, ngài muốn dạy ta, trước tiên thắng ta thì nói. Khiêu khích, đây chính là khiêu khích trần trụi. Lý Tiêu thật sự nói chuyện bất kính với Thái Nho gia, chính là cuồng vong kiêu ngạo. Đâu chỉ là cuồng vong kiêu ngạo, cậu ta còn đang coi thường tôi. Chư vị thân mến, hôm nay chúng ta phải đánh sự kiêu ngạo của hắn, không thì Trường Tư Thục ta sau này không có cơ hội lật mình. Không sai, nếu Lý Công Tử đã kiêu ngạo như vậy, lão phu xem ngươi có đủ tư cách kiêu ngạo không. Lý Tiêu, người hiện tại nhận sai còn kịp, đợi đến sau khi Thái Nho ra tay, đó là câu hỏi khó tranh luận nhất. Ngươi vạn vạn đừng sai lầm, không cần cô phải lo lắng. Trường Tư Thục các ngươi, không phải bạn chỉ muốn nói về chủ đề tranh luận luận ngữ sao? Còn đợi gì nữa, đúng là ngoan cố, lần này hắn chết chắc rồi. Lý Tiêu, lần này luận ngữ tranh luận khác với lần trước, mỗi người chúng ta đề ra một luận ngữ, ngươi phải nhìn nó từ nhiều góc độ khác nhau, để giải thích ý nghĩa các câu, không được lệ thuộc sách vở. Mời ra đề, Khổng Tử nói có người bạn phương xa đến. Mời ngươi dùng phản ngữ để đáp lại câu này, đến tranh luận luận ngữ, kẻ địch đến phương xa, trước tiên tâm trí phải khôn ngoan, lao động gân cốt, thân thể khỏe mạnh, cơ thể trống rỗng, bao vây và tiêu diệt chúng, tiêu diệt kẻ thù bên trong, tôi nói không quá nhanh. Ngày ấy đã tới, hướng tới quy tắc, mời ngươi đối lại câu này, nếu như ngươi đã tới rồi, thì ta sẽ chôn cất ngươi ở đây. Khổng Tử nói Chu Văn đã đến lúc phải chết, sớm nay tìm ra đường đến nhà ngươi, đêm nay ngươi sẽ chết. Lý lẽ quanh co, lập luận không đầy đủ, Triệu Yến những yêu cầu tranh luận, là suy nghĩ của trường các ngươi, ta chỉ đang nhìn từ góc độ khác, để giải thích tại sao lại trở thành dối trá. Nếu ngươi nghĩ ta là dối trá, sao ngươi có thể đưa nó ra ngoài, ta có chỗ nào sai?
dù sao, nhận xét của ngươi là không đúng đắn, hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa của thánh nhân. Ngươi chưa từng gặp qua thánh nhân, làm sao biết ta đã quyết định theo ý của thánh? Triệu Yến lui xuống. Ngươi đã thua rồi. Lý Tiêu, ngươi đấu với 4 vị học giả, lão phu phán ngươi giành chiến thắng, nhưng nếu muốn thắng lão phu, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Cuộc chiến luận ngữ này quá phiền rồi, chúng ta quyết định trong một hiệp, ngươi định thế nào? Một trò chơi quyết định thắng thua. Ta có một câu hỏi tranh luận, không biết học giả Trường Tư dám tranh tài không? Trường Tư thục đầy người tài năng, tinh hoa hội tụ, Lý Tiêu cũng dám ra đề. Thái Đại Nho, nếu như hắn đã muốn chết, chúng ta thành toàn cho hắn. Ta muốn nghe xem, ngươi có thể đưa ra câu hỏi tranh luận gì? Mời ra đề, nghe rõ đây, thiên hạ vạn người sao lại phải đọc sách? Mời các học giả Trường Tư. Thế hệ văn nhân ta, nhất định là công danh và lợi lộc. Thế hệ văn nhân ta, tỏ lòng học tập để cung kính tổ tiên. Thế hệ văn nhân ta, mang lại lợi ích cho thiên hạ. Ta... Như vẫn nói, cuốn sách có ngôi nhà vàng riêng, mọi thứ đều kém cỏi, chỉ cần bạn học tốt, văn nhân thế hệ chúng ta đều có lý tưởng cao đẹp. Ta tưởng ngươi là cao thủ tranh luận, có thể xuất ra câu hỏi khó, không ngờ tới, một đứa trẻ 7 tuổi có thể trả lời được. Buồn cười buồn cười, buồn cười buồn cười, Thái Đại Nho. Ngươi sao? Lão phu vì mục đích giác ngộ, không ai trong các người là người đọc sách, nói chuyện vô liêm sỉ, cũng không sợ bị lấy đầu. Thái Đại Nho cũng không phải là người trả lời đúng. Vậy Lý Tiêu, ngươi chính là người đọc sách thật sự, lão phu muốn nghe xem. Người đọc sách thật sự, vì thiên hạ mà sinh, kiếm sống cho người dân, tiếp tục học tập cho thánh nhân, vì vạn sự, tạo thái bình cho muôn đời. Hứa Minh Thạch. Vì thiên hạ mà sinh, kiếm sống cho người dân, tiếp tục học tập cho thánh nhân, vì vạn sự tạo thái bình cho muôn đời. Những lời tốt đẹp như vậy, nó lại phát ra từ miệng một thiếu niên. Nhớ Thái Dung ta, suốt đời đọc sách, nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa thực sự của việc đọc, không giác ngộ như Lý Tiêu, lãng phí 70 năm cuộc đời. Buổi hôm nay, các người nghĩ ai thắng? Học viện Hàn Lâm thắng rồi. Nhường rồi, nhường rồi. Hắn là một tên không hiểu biết, sao có khả năng lại giỏi như vậy? Lại giỏi như vậy, sao lại thế? Lẽ nào ta thực sự hiểu lầm rồi? Ta hiểu rồi, ngươi hiểu gì? Nhất định phó viện trưởng đã giúp đỡ hắn. Ông ấy từng là Trạng Nguyên, còn là Lục Nguyên thi đỗ. Tại sao phó viện trưởng lại giúp đỡ Lý Tiêu? Chẳng phải ngài ấy trả lời tốt hơn sao? Lý Tiêu là Trạng Nguyên mới, nếu thua, nhất định sẽ xấu mặt bệ hạ. Phó viện trưởng đang lo lắng cho thể diện bệ hạ. Lý Tiêu nhất định biết điều này, chắc chắn sẽ nhờ giúp, cho nên hắn mới kêu căng thách đầu. Trường Tư, thật đáng thương, vô sỉ, thảo nào rời đi ngay lập tức, nhất định là sợ bị lộ. Lý Tiêu sau trận đấu này xong, tài tử đứng đầu đại can, ngươi xứng đáng với nó, công chúa quá khen rồi, đó là gia sư dạy tốt. Lý Tiêu, câu đối trước đấy, tôi chỉ nghe được nửa câu thôi, ngươi có thể đem nửa câu sau nói ra không? Nửa câu sau ta đợi, không biết xấu hổ. Ngươi làm gì vậy? Ta đều biết rồi. Ngươi biết cái gì? Ngươi dựa vào thân phận Trạng Nguyên, ta biết phó viện trưởng sẽ giúp ngươi, vậy nên ngươi lợi dụng tốt nhất có thể, đánh cắp vị trí đứng đầu, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ta không lợi dụng phó trưởng khoa, rảo biệt, ngươi xem ta là kẻ ngốc sao? Văn chương của ngươi tốt hơn trước đây, nhưng còn lâu mới có thể sánh được với Trường Tư. Nếu không phải phó viện trưởng giúp ngươi, dựa vào ngươi có thể thắng. Tô tỷ tỷ, Lý Tiêu thật sự dựa vào tài năng văn học của mình, không có sự giúp đỡ của phó viện trưởng. Công chúa, người có phải trúng độc rồi không? Ta khuyên người nên tránh xa hắn chút, người này vô liêm sỉ hơn tôi nghĩ. Công chúa không cần nhiều lời, nếu cô ấy không tin ta, nói ngàn lần cũng vô dụng. Ngươi là đang thừa nhận, những gì ngươi nói đều là những gì ngươi làm. Ta còn chưa nói xong. Lý Tiêu, Lý Tiêu. Công chúa cẩn thận. Hung nô, giết hắn. Phải xem ngươi có tư cách này hay không. Lý Tiêu, ngươi nhìn gì đó, bảo hộ công chúa, ở đây có ta giải quyết. Mau chạy, đừng đuổi theo. Công chúa thế nào? Không đáng ngại, nhưng Tô tỷ tỷ bị thương rồi, cần tìm thái y. Hôm nay đa tạ Lý đại nhân giúp đỡ, hôm nay là ta gây rắc rối cho công chúa,
những sát thủ đó đều là vì ta mà tới, đều vì ngươi mà tới. Vì sao, hiện tại vẫn chưa biết. Phụ hoàng đã phái người truy lùng tên sát thủ, chắc chắn sẽ có kết quả sớm thôi. Chúng ta vẫn nên xem Tô tỷ tỷ như thế nào. Niệm Tuyết người tỉnh rồi. Chậm thôi, ta đi kêu thái y. Ta không chết, là Dương công tử cứu tôi. Người đừng khách sáo, đều là ta nên làm. Đáng tiếc là sát thủ chưa bắt được. Cảm ơn Dương công tử cứu mạng. Ta và ngươi quen nhau nhiều năm, không cần cảm ơn. Cũng không biết Lý Tiêu và công chúa hiện tại thế nào rồi. Lý Tiêu lòng dạ nham hiểm, nhát như thỏ đế, lúc ta đến không nhìn thấy hắn, bỏ đi ta cũng không hy vọng. Ngươi còn dám tới, ta đến xem ngươi bị thương như thế nào. Ta rất tốt, không cần ngươi quan tâm. Tô tỷ tỷ, người không biết Lý Tiêu, Niệm Tuyết. Cha, con không sao chứ? Cha được lệnh trở về kinh thành đóng quân, vừa trở về nghe thấy sát thủ hung nô suýt thì giết con, lập tức liền hồi phủ, là Dương công tử cứu con. Tiêu Nhi, nghe nói con cũng bị sát thủ tấn công, hiện tại như thế nào? Bá phụ không cần quan tâm, con không sao, không sao thì tốt. Hắn chạy thật nhanh, đương nhiên không sao. Tiêu Nhi là người đọc sách, không có sức để cầm con gà, có thể chạy là một điều may mắn. Đến con Niệm Tuyết, dám viết hưu thư, con thật khiến phụ thân quá thất vọng. Lập tức thu lại đơn, con không thu. Con không muốn cùng nam nhân như Lý Tiêu chung sống cả đời. An Quốc công, chuyện này để sau nói đi. Cũng được, ta đi diện kiến thánh thượng trước. Phụ thân vì sao bảo hộ Lý Tiêu như vậy? Hắn có gì tốt chứ? Niệm Tuyết không phải rõ ràng sao? Chính là Lý Tiêu gửi thư cho bá phụ, vu khống người. Đúng là càng ngày càng quá đáng. Ta đi tìm hắn, Niệm Tuyết. Cảm ơn vì công chúa đã che giấu thân phận cho tôi. Ta làm một số món ăn. Tại sao những món ăn này ta chưa nhìn qua? Ngoài ra, rất thơm. Đây là những công thức bí mật của ta, người ở ngoài tất nhiên chưa nhìn thấy qua. Món ăn này rất mỹ vị, so với trong cung, ngon hơn gấp nghìn lần. Lý Tiêu, những món ăn này người làm thế nào vậy? Ngon không? Nếu ngon thì ăn nhiều vào. Nếu có một ngày, Tô tỷ tỷ biết, người là tướng quân mặt bạc, muốn tìm người quay lại, người có đáp ứng không? Ta đã nói rồi, Tô Niệm Tuyết thích tướng quân mặt bạc, chứ không phải Lý Tiêu ta. Vậy thì ta yên tâm rồi. Người yên tâm cái gì? Lý Tiêu, người có thể đọc cho ta nửa câu sau của phá trận tử, đọc cho ta nghe được không? Có thể, nhưng người phải nhớ, không được truyền ra ngoài. Ừm, ta đáp ứng ngươi. Đúng thật là anh dũng phi phàm, đời này không phải ngươi ta nhất quyết không gả. Lý Tiêu, kiếm pháp của ngươi thật uyển chuyển, đơn giản là quá kinh ngạc rồi. Đúng rồi, bộ kiếm pháp này có tên không? Mọi muộn phiền đều tan biến nhờ uống rượu. Thái Bạch được coi là thần rượu bất tử, say vũ ba chân thanh phong kiếm, sống hạnh phúc trên thế gian. Nhân danh nhà thơ, đặt tên bộ kiếm này là Túy Tiên. Tô tỷ tỷ, sao ngươi lại tới? Công chúa, hy vọng người tỉnh táo một chút, đừng để người này lừa người. Tỷ tỷ điều này có ý gì? Bỏ đi, Lâm An, ngươi về trước đi, nếu không bệ hạ sẽ lo lắng, ta sẽ hồi cung. Lý Tiêu, trước kia ta đánh giá sai ngươi, ngươi có một số tài năng, nhưng ta hy vọng ngươi dùng tài năng này, dùng một cách đúng đắn, thay vì gian lận, điều này sẽ khiến ta coi thường ngươi hơn. Trước đây ngươi đánh giá sai ta, hiện tại ngươi cũng đánh giá sai. Lý Tiêu, ta không bao giờ thích so sánh với ai. Hải đảo vô biên, bầu trời là bờ, leo lên đỉnh núi ta là đỉnh. Hải đảo vô biên, bầu trời là bờ, leo lên đỉnh núi ta là đỉnh. Trời đã muộn rồi, các ngươi đều quay về đi, ta muốn yên tĩnh. Công chúa, tại sao người lại muốn bảo vệ Lý Tiêu như vậy? Ta đâu có. Vì Lý Tiêu, hắn văn võ song toàn, ta ngưỡng mộ hắn. Công chúa, người chúng độc quá sâu rồi, hy vọng tương lai người không hối hận. Tô tỷ tỷ, người có thể nhìn người khác bằng cách lắng nghe họ,
có rất nhiều chuyện không giống như người tưởng, vì sự thật chưa được đưa ra ánh sáng. Ngươi ơi, có hối hận cũng là muộn rồi. Ta sẽ không bao giờ hối hận. Vương gia, manh mối do Lý Tiêu đưa ra đã bị đứt đoạn, cũng không tra được nữa. Chúng ta, người Hung Nô đều là bao rượu, bao gạo, ngay cả một thứ sinh yếu đuối cũng không giết được. Dương Khoát, người còn lại Hung Nô đều đã xử lý rồi chứ? Vương gia yên tâm, việc này chỉ cần một vỏ rượu độc, liền đưa họ đi hết. Tốt, hãy chú ý tới hành động của Lý Tiêu, bản vương không muốn thấy hắn trước mặt ta. Năm đó để diệt trừ cỏ dại, bản vương đích thân dẫn quân tới Vân Châu giết Lý Tiêu và phụ thân hắn. Không ngờ tới, đứa trẻ này lại trốn ở xó chợ. Để nó chạy thoát, lại sai lầm này không bao giờ được phạm lại. Trừ phi, cha của Lý Tiêu cũng không biết sự việc này, cứ cùng vương gia chống đối, đến ngay cả xương cốt cũng không còn. Lý Tiêu dựa vào tài năng kiến thức của mình, có tiềm năng, bản vương nhất định khiến Lý Đằng Vân đoạt Tử Tiệt Tôn. Cho nên Ô Di Tiêu nhất định phải chết, chỉ có như vậy mới che giấu được bí mật đằng sau sự tiêu diệt của toàn bộ quân đội Huyền Vũ Môn. Chỉ khi đó ta mới chút được hận thù trong lòng. Vương gia yên tâm, thần có kế sách, lần này nhất định không để Lý Tiêu chạy thoát, đừng để ta thất vọng. Vâng, bệ hạ. Khẩn cấp ở biên quan, kỵ binh của người Hung Nô đang dị thường, binh lính đại can ta bị thương vọng nặng nề, cần gấp những người võ công cao thường, rất cần thiết. Ái Khanh có giới thiệu ai không? Bệ hạ, mặc dù con trai Dương Thiên Thần tuy không giỏi võ thuật, nhưng xuất thân gia đình nhà tướng, mong muốn phục vụ cho đất nước, sẵn sàng ra biên quan đánh giặc. Ái Khanh có lòng rồi. Bệ hạ, thần có muốn tiến cử một người. Người nào? Lý Tiêu Trạng Nguyên năm nay, lần trước khi Hung Nô ám sát, Lý Tiêu hộ giá có công, giết người Hung Nô, kỹ năng võ công cao cường, mọi người đều biết. Nếu hắn đi biên quan, nhất định tỏa sáng. Lý Tiêu, ngươi có nguyện ý đi biên quan? Gián điệp chưa bắt được, nếu đi biên quan, danh tính sẽ được phơi bày. Bệ hạ, thần không nguyện ý. Lý Tiêu to gan, ngươi hiện tại là môn tướng, trên người có võ công, khi Hung Nô đến xâm lược, ngươi không phục vụ đất nước, thay vào đó lại rút đầu nhát gan, ngươi có xứng đáng với sự tin tưởng của bệ hạ? Lý Tiêu, ngươi thật sự khiến ta thất vọng. Dù võ công ngươi không cao, nhưng vận chuyển lương thực cũng là chuyện tốt, nhưng ngươi lại rụt đầu, quá là hèn nhát, không phải là một đấng nam nhi. Bệ hạ, thần tuy là nữ nhân, nhưng cũng đứng sau cánh cổng, sẵn sàng ra biên giới chống lại Hung Nô. Nhìn rõ chưa Lý Tiêu? Niệm Tuyết là một người con gái, cũng dám nghênh chiến, ngươi thân là nam nhi, không cảm thấy xấu hổ sao? Lý Tiêu thân là môn tướng, lại quá nhát gan, phụ lòng quốc gia. Thần khẩn cầu bệ hạ, đưa hắn đến biên quan, để tránh khi đánh nhau, Trạng Nguyên sẽ dò dỉ thông tin. Hoàng đường, Trạng Nguyên là quan văn, chỉ thực hiện kế hoạch, làm sao ra xa trường? Công chúa nói sai rồi, con trai thần cũng là người đọc sách, vẫn ra trận đánh giặc sao? Ta thấy Lý Tiêu chính là tham sống sợ chết. Thần thỉnh cầu bệ hạ hạ chỉ, buộc phải đi đến biên quan. Lý Tiêu không phải người tham sống sợ chết, nhưng có một biện pháp để chống lại người Hung Nô. Vẫn còn ngụy biện, không phải tham sống sợ chết sao? Biện pháp tốt nhất để giết Hung Nô chính là ra trận. Ngu xuẩn, ngươi! Cách tốt nhất để chống lại Hung Nô chính là bao phủ một mũi tên, xuất khẩu cuồng ngôn. Lão phu đã từng này lại còn không biết, mũi tên có thể đánh bại kỵ binh của người Hung, nhưng tốc độ bắn tên quá chậm, kỵ binh Hung Nô quá nhiều, căn bản không thể chịu đựng được. Đó là do cung tên đại can ta quá tệ. Hỗn xược, nỏ tên tốt nhất trước giờ đều là do gia đình Dương gia ta làm, ngươi dám vu khống cung tên Dương gia ta? Chỉ là sự thật, bệ hạ, Dương gia ta vì đất nước này tận tâm tận tụy, hôm nay Lý Tiêu vu khống, thỉnh bệ hạ làm chủ. Lý Tiêu, chuyện này ngươi cần cho một lời giải thích. Lý Tiêu, Dương gia đều là người trung thành, ngươi đừng có vu khống. Còn không mau hướng thái sư xin lỗi, lời của ta nói đều là sự thật có gì sai? Ngươi, Lý Tiêu, ngươi hôm nay không cho một lời giải thích, lão phu nhất định xông chết với ngươi. Ngươi cần một lời giải thích. Được thôi, ta sẽ cho ngươi giải thích. Bệ hạ, thần Lý Tiêu gửi bản vẽ nỏ thần gia cát. Nỏ thần gia cát này còn mạnh hơn kiếm gấp trăm lần. Nỏ thần gia cát? Hoang đường, chiếc nỏ thần gia cát này thì sao? Làm sao có thể so với Dương gia ta, so với nỗ lực chăm chỉ của nhà ta? Bệ hạ, Lý Tiêu dùng mọi cách để đào ngũ, phạm tội lừa dối, thần cầu xin bệ hạ chặt đầu hắn. Mọi người đều không tin ta. Ta tin ngươi, công chúa người, không tin cũng không sao. Có thể thử nó, nếu thần nỏ ra cát kém hơn thần kiếm Dương gia, Lý Tiêu ta tùy ý Dương gia trừng phạt. Đây là ngươi nói đó. Bệ hạ xin hãy thử. Chuẩn. Đây là gia cát thần nỏ, thật sự có thể bắn 13 phát liên tiếp. Chiếc nỏ này tầm thường, với hình dáng đặc biệt, làm sao có thể so sánh được với cung tên Dương gia ta? Cái nào yếu hơn, thử là biết. Hát ha ha ha, khởi bẩm bệ hạ, thần đã thử qua cung tên. Cung tên thật sự có thể bắn 13 phát liên tiếp, mạnh hơn gấp trăm lần cung tên Dương gia.
Lý Tiêu không hề nói dối. Nếu bệ hạ không tin, có thể đích thân thử. Thực sự, quốc công cẩn thận những gì người nói. Nếu thái sư không tin, cũng có thể thử. Mười ba phát đều trúng. Nỏ cung này thật sự là vũ khí tốt, mạnh hơn cung Dương gia. Lý Tiêu, ngươi đúng thật sự là yêu nghiệt, có thể thiết kế ra nỏ cung bá đạo như vậy, làm sao có thể? Sự thật mạnh hơn lời nói. Ngươi, hóa ra là thật, ha 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 ha, quá tốt rồi, có vũ khí mạnh như vậy, cần gì lo lắng về hung nô. Chúc mừng bệ hạ nhận được thần binh, truyền chỉ, sắc phong Lý Tiêu, thiết kế nỏ được công nhận, phong làm nhất phẩm quốc sĩ. Quốc sĩ vô song, Lý Tiêu thật sự là viện trưởng Học viện Hàn Lâm. Ta xem, sau này ai dám coi thường Học viện Hàn Lâm ta. Ha ha ha, quốc công lập tức về cung, có chuyện quan trọng cần thảo luận. Ngươi thực sự biết thiết kế nỏ, có vấn đề gì không? Niệm Tuyết đừng để hắn lừa, nỏ thần gia cắt không phải do hắn chế tạo. Cái gì, suýt nữa thì bị ngươi lừa. Lý Tiêu, ngươi thật may mắn, ngay cả bản thiết kế nỏ thần gian cắt cũng nhận được. Ngươi có ý gì? Nếu không muốn người khác biết, thì tốt nhất không nên làm. Vừa nãy ta nghe phụ thân nói, năm xưa khi cùng tướng quân Mặt Bạc trở về, từng nhìn thấy tướng quân dùng một loại vũ khí giống y như nỏ thần gia cát. Vì vậy nỏ thần gia cát về cơ bản nó được tạo ra bởi tướng quân Mặt Bạc. Tướng quân Mặt Bạc, không sai. Tưởng rằng nỏ thần gia cát cùng tướng quân Mặt Bạc cùng nhau biến mất ở thế gian, không ngờ tới ngươi lại nhặt được. Ngươi thật không biết xấu hổ, còn dám ghi nhận công lao của tướng quân Mặt Bạc. Ngài ấy nói là thật sao? Có thể nói như vậy? Không biết xấu hổ, làm sao ngươi có thể dám cướp công lao của tướng quân? Ta cho ngươi 3 ngày, hướng bệ hạ giải thích chuyện này. Nếu không, ta quyết không khoan dung. Đi. Tại sao lại không giải thích? Danh tính của ta bây giờ không được tiết lộ. Thất bại lại thất bại. Vương gia bớt giận, lão thần cũng không biết. Lý Tiêu có nỏ thần gia cát, rõ ràng này là của tướng quân Mặt Bạc, cho nên phải biến mất cùng với ngài ấy. Chẳng lẽ nào Lý Tiêu là tướng quân Mặt Bạc? Không có khả năng. Lão thần tận mắt chứng kiến Mặt Bạc bị kiếm đâm rơi xuống sông Hoàng Hà, không thể nào sống được. Kể cả cho dù có sống ngần đấy thời gian cũng nên lộ diện rồi. Mặc kệ hắn có phải hay không, kế hoạch của chúng ta nhất định phải thành công. Phải giết hắn ta. Vương gia yên tâm, thần đã làm đến rồi. Bệnh đậu mùa ở Lương Châu, tối nay thần phái người giải bệnh đậu mùa, ném nó xuống dưới giếng, ném đậu mùa xuống dưới giếng của Lương Châu, sau đó lập tức ly khai kinh thành. Chủ nhân đã ném bệnh đầu mùa xuống hồ lớn rồi, kinh thành sẽ biến thành nhà tù. Ai, ra đây cho ta. Sao dám ném bệnh đậu mùa Lương Châu xuống giếng? Đơn giản là mất hết lương tâm, cực kỳ hung ác. Là ngươi Lý Tiêu, vừa hay phải giết ngươi. Tiểu tử, kiếp sau ghi nhớ, đừng có can thiệp quá nhiều chuyện. Đi chết đi. Đi chết đi, Lý Tiêu. Sao lại như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Hỏi Diêm Vương đi. Thủ lĩnh, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai đối với ngươi không quan trọng, nhưng ngươi đối với ta rất quan trọng. Đem những gì ngươi biết nói ra, nếu không tối nay ngươi nhất định đau khổ. Hôm nay nhiệm vụ thất bại, tất cả đều bị giết, nhưng mà không lâu đâu, kinh thành sẽ biến thành ngục tù thế gian. Đến lúc đó không biết bao nhiêu người cùng chết với bọn ta. Thiếu niên, nếu ta là ngươi, ta lập tức rời khỏi kinh thành, chạy càng xa càng tốt. Xem ra bọn họ có kế hoạch lớn. Rắc rối bây giờ, nhất định phải hành động. Hy vọng danh tính không bị lộ. Cái gì? Có người phát tán bệnh đậu mùa ở kinh thành. Khởi bẩm hoàng thượng, Tiêu Nhi hôm qua gặp 2 tên trộm kia. Người này muốn giải phóng bệnh đậu mùa Lương Châu. Điên cuồng, gan to tận trời. Ai đã cho họ can đảm? Điều này chứng tỏ không để đại can ta vào mắt. Đại can ta vào mắt? Phụ hoàng, bệnh đậu mùa này thật sự đáng sợ như lời đồn. Bệnh đậu mùa rơi, xác chết đột biến. Lâm An đây không phải là một câu nói suông. Bệnh đậu mùa có thể được so sánh với nguồn gốc của cái chết. Công chúa 20 năm trước, dịch bệnh đậu mùa bùng phát ở khu vực Lương Châu, trực tiếp giảm dân số ở đó xuống 700.000. Kết quả là vẫn chưa hồi phục. Điều đáng sợ hơn nữa, bệnh đậu mùa không mùi không hình, tốc độ lây cực nhanh. Một khi bệnh đậu mùa xuất hiện, không được nửa tháng, tất cả mọi người đều nhiễm bệnh, các đại phu đều bất lực. Vì vậy, mọi người đối với bệnh đậu mùa đều biến sắc, quá đáng sợ rồi. Là kẻ nào đã gây ra bệnh đậu mùa? Tào Chính Xuân, có thần, điều mà quốc công nói, đều nghe rõ rồi chứ? Chấm lệnh ngươi, lập tức đi kiểm tra, là kẻ nào dám gây ra bệnh đậu mùa, điều tra được, lập tức chém đầu, thần tuân chỉ. Lý biên soạn, bệ hạ sai ta đi điều tra bệnh đậu mùa.
xin hãy nói về tình hình trước đó. Cao Đô Đốc, bệnh đậu mùa, ngươi đứng sau cầm quyền rất lớn. Ngươi đi điều tra, không sợ bị trả thù sao? Lý biên soạn có lẽ không hiểu rõ về Tây Xưởng ta. Ta cần phải giải thích cho ngươi một chút. Một vụ việc bộ hình sự không giải quyết được, Tây Xưởng bọn ta phá vỡ. Những người không thể bị bộ tư pháp hình sự xét xử, Tây Xưởng bọn ta dám xét xử. Bộ trừng phạt không kiểm soát được, Tây Xưởng bọn ta kiểm soát được. Điều lệ hoàng gia, tiên trạm hậu tấu. Đây chính là Tây Xưởng. Lý biên soạn, hiện tại ngươi còn hoài nghi năng lực Tây Xưởng bọn ta không? Thế thôi, cùng người nói chuyện. Đa tạ Lý biên soạn nói cho tôi. Không biết Lý biên soạn khi nào mới tiếp kiến bệ hạ? 3 ngày sau. Phải chắc bệnh đậu mùa trên người ta không có tác dụng, sau đó mới đi, vô hiệu. Vương gia không hay, 7 tổ sát thủ đi thực hiện nhiệm vụ bệnh đậu mùa, không quay trở về, 4 người đó đều chết rồi. Cha xem ai là kẻ nào làm, thần suy ngẫm, hoặc là 7 tổ sát thủ đã bị lộ, hoặc là Tây Xưởng ra tay. Tây Xưởng, Tào Chính Xuân, người này hiểu biết, phải xử lý càng sớm càng tốt. Tào Chính Xuân con người này, không có thân thích, không có bạn bè, không có điểm yếu, không biết bắt đầu ra tay từ đâu. Còn nữa, hiện tại bệ hạ, hiện tại chúng ta phi thường nguy hiểm, không sợ. Bản vương có đối sách, có thể thoát khỏi, khiến Triệu Ung không dám với bản vương ra tay. Vương gia, có giải pháp nào không? Đi gặp mẫu hậu. Đã 3 ngày trôi qua, có vẻ như thuốc giả bệnh đậu mùa trước đây vẫn có hiệu quả. Lý Tiêu, ngươi đến làm gì? Ngươi có ý gì? Kỳ hạn 3 ngày đã đến, tại sao ngươi vẫn chưa giải thích bệ hạ? Chuyện về nọ thần gia cát, không cần giải thích. Không biết xấu hổ. Hôm nay ta thay mặt tướng quân mặt bạc đòi lại công đạo. Thánh chỉ tới. Theo ý chỉ, truyền Lý Tiêu lập tức vào cung bàn chuyện quốc gia. Nếu không có chuyện gì, ta phải vào cung diện thánh. Thần tham kiến bệ hạ, miễn lễ, khẩn trương mời các ngươi đến đây là có chuyện cần thương lượng, không biết bệ hạ có chuyện gì? Tây Xưởng mật tấu, 72 địa phương đã xuất hiện bệnh đậu mùa, nhân số vẫn tiếp tục gia tăng. Cái gì? Bệnh đậu mùa? Đúng, chính là bệnh đậu mùa. Không ngờ nó nhanh thế. Bệnh đậu mùa thời cổ đại có thể quét sạch một đất nước, vùng đất kinh thành, bệnh đậu mùa xuất hiện, hàng ngàn bách tính phải đối mặt với sinh mệnh. Chấm khẩn trương triệu tập các vị tới đây, hy vọng nghĩ ra biện pháp đối phó, thành khẩn thỉnh cầu bệ hạ rời đô. Không được. Lý Tiêu, ý định của ngươi là gì? Hiện tại sự an toàn của bệ hạ là điều quan trọng nhất lúc này. Chẳng nhẽ ngươi muốn bệ hạ bị nhiễm bệnh dịch? Vương công bách tính có thể rời đi, nhưng bệ hạ không thể rời. Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, chủ của thiên hạ, sao không thể rời đi? Nhiễm ôn dịch, ngươi chịu trách nhiệm sao? Ngu xuẩn, bệ hạ nếu đi, kinh thành diệt vong, ta xem ngươi chính là mưu hại bệ hạ. Đủ rồi Lý Tiêu, an nguy bệ hạ là quan trọng nhất. Lập tức im miệng, đừng có nói chuyện đe dọa như vậy. Nói chuyện đe dọa, nếu như bách tính biết chuyện này, nhất định sẽ sốc, người dân hoảng loạn, bất lo dịch bệnh, kinh thành sẽ loạn. Đây chỉ là suy đoán của ngươi, có phải suy đoán hay không? Tin rằng bệ hạ rõ nhất. Lý Tiêu nói đúng, chậm, rời bỏ bách tinh và rời đi. Nếu không, kinh thánh sẽ loạn. Bệ hạ ưu tiên bây giờ là cứu nạn, để cứu hàng vạn người dân bách tính. Đúng, tính mạng quan trọng. Làm thế nào để cứu nhân tài là quan trọng. Lý Tiêu, ngươi có kế sách gì? Hỏi Tào Đô Đốc, có tra ra ai là người giải bệnh đậu mùa này? Tây Xương đã tra ra. Người đứng sau là Long Hồ Quân. Long Hồ Quân, Tín Vương. Mẫu hậu, cứu mạng. Chuyện gì khiến con trai ta hoảng sợ như vậy? Ngươi như thế này không có nghi lễ hoàng gia. Mẫu hậu, hoàng thượng muốn giết con, điều này là không có khả năng. Hắn từng thề trước mặt ai ra, chỉ cần ta không chết thì hắn không giết ngươi. Mẫu hậu, lời thề này có quá nhiều chỗ trống để thực hiện. Dù con không tạo phản, bệ hạ có thể buộc tội con, vu cáo con nổi loạn. Bây giờ Tín Vương phủ bây giờ đều bị người Tây Xưởng bao vây, họ đang dựng chuyện nhi thần tạo phản, chốc lát Tào Chính Xuân, bằng chứng bịa đặt đã thành hình. Đó là sự kết thúc của Tín Vương phủ. Ai ra không tin, lời nói không căn cứ. Nhi thần biết mẫu hậu không tin, đây là thứ bệ hạ viết cho Tào Chính Xuân, thỉnh thái hậu xem qua. Cái tên Triệu Dung này, hắn vì hoàng vị giết phụ hoàng, bây giờ ngay cả đệ đệ của mình muốn giết, là người vô ích. Thỉnh mẫu hậu cứu con. Thái hậu, chuyện này cần cân nhắc lâu dài. Bên cạnh bệ hạ có gian thần đưa ra lời khuyên, nếu bệ hạ giết Tín Vương,
là kẻ nào, ai ra sẽ chém hắn nghìn mảnh. Là Lý Tiêu. Ai ra, kêu người chém đầu hắn xuống. Thái hậu vạn vạn không được, người này là người bệ hạ tâm đắc, nếu như mạo phạm giết hắn thì điều đó đắc tội bệ hạ. Lão thần có ý kiến, có thể mượn dao để giết người, nó không ảnh hưởng mối quan hệ của người với bệ hạ. Còn có cứu Tín Vương, nói nhanh đi. Thực sự là Long Hổ Quân, đó là người của Tín Vương. Chẳng lẽ Tín Vương hắn, trẫm cũng không ngờ tới. Tín Vương im lặng suốt 10 năm, lại còn có tâm tư này. Bệ hạ, thần có ý kiến, lập tức bắt Tín Vương. Không, hậu quả sẽ không tưởng tượng được. Nếu không, Long Hổ Quân là sư đoàn của hổ và sói, bất khả chiến bại. Nếu bắt Tín Vương lúc này, tương đương với đánh rắn động cỏ. Tôi hỏi các vị, ai có thể ngăn chặn binh đoàn này? Chuyện này không vội, điều cấp bách bây giờ, làm sao giải quyết bệnh đậu mùa? Triều đình nên chuẩn bị trước các biện pháp đối phó, trước phong tỏa kinh thành, rồi cô lập 72 địa phương, cô lập tuyệt đối, ngoại trừ những người vận chuyển vật tư, không ai được phép chạy trốn. Thần xác định trong vòng một tháng, có thể ngăn chặn bệnh đậu mùa này. Hồ đồ! Phong tỏa kinh thành, tách 72 phường, kinh thành đình chỉ, bách tính dừng lại, người có biết sẽ mang lại bao nhiêu tổn thất không? Bệ hạ, người đừng nghe Lý Tiêu nói, hắn căn bản không chút tỉnh táo. Lý Tiêu, người đừng đưa ra những nhận xét, kinh thành mà xảy ra chuyện, người chịu trách nhiệm không? Đây à cách tốt nhất bây giờ. Ngươi, đủ rồi, chẳng muốn nghe biện pháp, không phải xem các người cãi nhau. Thái hậu giá đáo. Tham kiến Thái hậu. Mẫu hậu đến đây, sao không thông báo, để nhi thần biết, sao nào? Ta không thể đến đây sao? Nhi thần chỉ muốn đón người. Mẫu hậu đến đây, là vì sao? Ai ra nghe nói, kinh thành, xuất hiện bệnh đậu mùa. Có chuyện này, nhưng mà, mẫu hậu không cần lo lắng. Nhi thần, sẽ sắp xếp nó thật tốt. Người nghĩ ai ra ngốc sao? Bệnh đậu mùa này rất đáng sợ, người dùng gì giải quyết? Nhi thần, cùng chúng ái khanh, thảo luận vấn đề này. Tin rằng, nhất định sẽ có cách, ai ra lại có một ý tưởng. Không muốn biết người có muốn nghe hay không? Thái hậu, chăm lo việc nước. Lão thần ngưỡng mộ, không biết Thái hậu có biện pháp gì? Biện pháp chính là nằm ở hắn. Lý Tiêu, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra bệnh đậu mùa, không sai. Vậy vì sao ngươi không mắc bệnh? Đúng Lý Tiêu. Tại sao ngươi tiếp xúc với bệnh đậu mùa 3 ngày sau đó? Chưa bị nhiễm bệnh, có bị trì hoãn không? Vậy, không có khả năng. Một khi bị nhiễm bệnh, chậm nhất phát tác vào ngày hôm sau, nhưng đã qua 3 ngày. Lý Tiêu vẫn chưa phát bệnh, điều đó có nghĩa là hắn không mắc bệnh. Đó là vì sao? Tại sao Lý Tiêu không bị nhiễm bệnh? Bản vương từng nghe qua, chính là Lý Tiêu có một phương thuốc thần kỳ, sau khi dùng nó miễn dịch tất cả loại độc. Có âm mưu, Lý Tiêu, chuyện này có thật? Thần được đó, còn có không? Hoàng huynh, lý do thần dược là thần dược, chính là nó hiếm, Lý Tiêu chắc không còn nữa, đáng tiếc. Nếu có phương thuốc thần kỳ gió, có thể cứu được lê dân bách tính. Không có thần dược, vẫn có thể giải quyết. Mẫu hậu ý này, hắn đã ăn thần dược, thuốc trong máu hắn, chính là thần dược, chỉ cần có máu của hắn, vậy thì bệnh đậu mùa, có thể giải quyết được sao? Thỉnh Lý đại nhân dùng máu, cứu bách tính đại can ta. Hồ đồ, không nói máu của Lý Tiêu, có tác dụng hay không? Cũng không thể cứu được lê dân bách tính. Tín Vương, không được nói bậy, không biết có tác dụng hay không? Đây là một con đường, không biết Lý đại nhân hạ mình cứu người không? Vi thần, không nguyện ý. Quả nhiên trong mắt ngươi không có thiên hạ bánh tính. Biết rằng có thể cứu được bách tính, nhưng không dám đỏ sát. Nếu như là tướng quân mặt bạc, nhất định sẽ đồng ý. Bỏ đi, hắn cũng không phải là tướng quân mặt nạ. Thái hậu, nếu như máu của Lý Tiêu có thể cứu được thiên hạ, vậy Lý Tiêu sẵn sàng giúp máu của mình. Nhưng thật đáng tiếc, máu của Lý Tiêu không cứu được thiên hạ, cho nên vẫn là dùng thuốc. Lý đại nhân không muốn hiến máu cứu người. Tín Vương không phải biết chút về y thuật sao? Có lẽ nên biết, máu của người một khi chảy ra ngoài, không có tác dụng, uống máu không bằng uống máu gà. Xem ra Lý đại nhân không quan tâm đến sự sống chết của thiên hạ. Ai ra đã biết rồi. Không hay rồi bệ hạ. Bên ngoài cung có một lượng lớn bách tính đang quỳ gối, đều bảo Lý đại nhân dùng máu cứu người. Cái gì? Là kẻ nào đã truyền tin? Những người đang quỳ trước cửa này là ai? Giang Nam có 3 vị học giả, hàng ngàn sĩ tử, còn có vô số bách tính. Những người này đều là người nổi tiếng đại can ta, tại bánh tính những người uy tín cao. Chuyện này đều muốn Lý đại nhân hiến máu. Đây, như vậy Lý Tiêu sẽ chết. Chẳng nên làm gì cho tốt? Lý đại nhân ngươi vẫn không muốn hiến máu. Nếu như Lý đại nhân sẵn sàng hiến máu, thì bản vương yêu cầu hoàng huynh sẵn sàng dựng tượng để tưởng niệm ngươi.
sau đó dựng thái miếu để vạn dân tưởng niệm ngươi, khẩn cầu Lý đại nhân hiến máu cứu người, để xem ta xem ngươi có thể làm gì. Vi thần không nguyện ý. Lý đại nhân, ta nhìn nhầm ngươi rồi, không nghĩ ngươi lại người này, chỉ mua xong cuộc sống của riêng mình, phớt lờ tính mạng của bách tính. Bệ hạ, đây là trọng thần mà người chọn, khiến cho ai ra mở mang tầm mắt. Mẫu hậu, chuyện này nhi thần sẽ tìm cách giải quyết. Ngươi hãy nhanh chóng giải quyết những người ở ngoài cổng thành kia đi, nhanh, để người ở ngoài cung điện lập tức về nhà. Bệ hạ, lão nô đã khuyên nhủ rồi, những người họ Giả này quyết tâm quỳ xuống, còn nói nếu không có máu của Lý đại nhân thì sẽ chết ở đây, chuyện này làm sao mới tốt. Lý Tiêu, đây chính là chuyện ngươi gây ra, chẳng lẽ ngươi không có gì để nói sao? Kính vương đại nhân, thật sự nghĩ rằng đây là lỗi của ta, kể cả điều tôi muốn nói đã đoán được rồi. Lý Tiêu, chuyện đã đến nước này, ngươi còn gì để nói, ngươi chính là tội đồ của đại can ta. Thái hậu không cần tức giận, máu của Lý Tiêu không thể chữa được bệnh đậu mùa, nhưng thần dược này có thể. Thần dược, không phải thần dược đã hết rồi sao? Ta nói khi nào thần dược hết? Là Tín Vương nói. Thật sự có thần dược? Đương nhiên có, ngươi vẫn còn có. Tín Vương nói điều này có ý gì? Tín Vương chẳng nhẽ không muốn ta có thần dược này? Tín Vương thận ngôn, thần dược này có ít, làm sao có thể chữa hết được toàn dân thiên hạ? Đúng, Lý Tiêu rõ ràng là không muốn hiến máu cứu người. Tín Vương ta vẫn có một thần dược, nếu không người cùng ta ăn, chúng ta cùng nhau hiến máu cứu bách tính. Thần đồng ý Tín Vương hiến máu cứu người. Ta không muốn nói là ta muốn hiến máu. Tín Vương, lẽ nào lời ngươi nói vừa nãy đều là vô nghĩa? Thanh Quốc Công, ngươi muốn giết Tín Vương sao? Thanh Quốc Công, không được phép nói bậy. Trẫm không muốn Tín Vương hiến máu. Trẫm cũng không muốn các khanh hiến máu. Lý Ai Khanh, thần dược này có thể cứu được bao nhiêu? Thuốc này không cứu được bệnh đậu mùa, chỉ có thể ngăn. Thuốc thần dược không chữa được bệnh đậu mùa. Lý Tiêu, ngươi dám khi quân? Ta sao lại khi quân? Bản thân tôi là bằng chứng, có thể tiếp xúc với đậu mùa mà không bị sao? Lý đại nhân, thuốc này là vật gì? Thuốc thần kỳ thực ra chính là bệnh đậu mùa. Như chúng ta biết, người mắc bệnh đậu mùa thì miễn dịch với đậu mùa, vậy ra chính phương thuốc thần kỳ để bệnh đậu mùa này càng ngày càng nhỏ, không gây tử vong và sẽ lành nhanh chóng, sau đó cơ thể con người tự miễn dịch một cách tự nhiên. Hóa ra như vậy, thật là thần kỳ, không ngờ tới Ái Khanh có thể chữa bệnh. Lời nói không có căn cứ, loại thuốc này được Lý Tiêu phát minh, vậy để hắn ta đến khu chữa bệnh cứu bách tính. Mẫu hậu Lý Ái Khanh có công, để hắn đến chỗ nhiễm bệnh, vi thần lĩnh mệnh. Lý Tiêu, ngươi, hoàng thượng, thuốc của vi thần còn cần một thứ, đó là bản chất và dòng máu của hoàng gia, còn nhờ hoàng thượng nghĩ ra biện pháp. Người có dòng máu hoàng gia chỉ có thánh thượng và Tín Vương. Tín Vương, ngươi nói xem ai nên hiến máu. Mẫu hậu cứu con, Lý Tiêu đang trả thù con. Tín Vương không cần lo lắng, sẽ không làm kiệt máu của người, chỉ cần một chút như này thôi. Lý đại nhân cần bao nhiêu? 10 cân hoặc 8 cân là đủ rồi. Thế nào, Tín Vương, không muốn cứu lê dân bách tính sao? Tín Vương, chấm sẽ xuất ra một nưa. Ngươi có nguyện ý? Vi thần nguyện ý. Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh lấy máu thôi, còn có thiên hạ bách tính đang chờ người đó. Lý đại nhân, dược liệu cần đã đủ rồi, bệ hạ cho ta phụ trách, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của ta. Ngươi, Lý Tiêu, ngươi có phải hay không lấy ra được thuốc, hay là ngươi không có cách nào cả? Đây là tội khi quân, kinh thành ngoài kia hàng vạn bách tính đang chờ thuốc, ngươi nói thật với ta, rốt cuộc có thần dược nào không? Thần dược ở đây chỉ có một chai nhỏ như vậy, làm sao mà đủ? Không có thêm thuốc thần dược, ta lập tức khẩn tấu bệ hạ, trừng phạt ngươi vì lừa dối. Lão phu đã biết rằng bệnh đậu mùa không có thuốc chữa, tiểu tử đáng ghét ngươi làm lãng phí quá nhiều thời gian, lão phu hướng bệ hạ phạt tội ngươi. Nói xong chưa? Ngươi, ta khi nào nói qua thần dược chỉ có một bình? Nhiều hơn một bình, ta từ trước, chuyện quốc gia không nói đùa, nói có thể cứu thì chính là cứu, thì chính là cứu, vậy sao không nói sơ một chút, điều này liên quan gì đến ngươi? Ngươi, đủ rồi. Lý Tiêu, Dương công tử cũng chỉ quan tâm đến bách tính, đừng nhắm vào mọi lúc mọi nơi, làm người nên rộng lượng một chút. Đúng, ta cũng chỉ quan tâm đến bách tính, nếu đã có thần dược, vậy cầu xin thái y chữa bệnh cho người dân càng sớm càng tốt. Chậm đã, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Khi nào ta đồng ý đưa thần dược cho các ngươi? Các ngươi biết dùng sao? Mọi người phải cùng ta học cách dùng thuốc. Tự phụ, lão phu đã hành y 30 năm, cách dùng thuốc còn cần ngươi dạy bảo? Có một số người rất là kiêu ngạo, thật sự nghĩ mình là người toàn năng. Lý Tiêu lập tức xin lỗi. Thôi thái ý, ta không sai, tại sao phải xin lỗi? Ngươi đúng là kẻ lật lọng, hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích, lão phu nhất định không xong với ngươi. Được vậy, ngươi nói cho ta biết loại thuốc này sử dụng như thế nào?
Lão phu thấy thứ này nhìn giống như canh, đương nhiên nên dùng bằng miệng uống. Nếu thái y viện đều có những người tầm thường như ngươi, tốt nhất nên hãy quay về đi. Dưới sự chỉ huy của ta, ta không cần ngươi phải đợi. Những người quan tâm đến mạng sống con người như ngươi, ngươi dám sỉ nhục lão phu, to gan. Mặc dù thái y chức vụ không cao bằng ngươi, nhưng hành y đã nhiều năm, làm sao ngươi dám sỉ nhục ngài ấy? Ngươi hôm nay phải cho một lời giải thích. Loại thuốc thần kỳ này có được sau khi mắc bệnh đậu mùa sinh ra, vết thương tập trung ép ra ngoài. Các ngươi ai dám thử? Hừm, thứ này làm sao có thể chữa bệnh đậu mùa? Ngươi đang đầu độc mọi người. Nếu như thuốc này không chữa bệnh đậu mùa, vậy làm cách nào để phòng và chữa bệnh đậu mùa? Sau đây những lời ta nói chỉ một lần. Bản chất của dịch bệnh, nó là một loại mầm độc lây lan sang người khác, sau đó theo hơi thở của người lan truyền rộng rãi trong dân chúng, một bệnh dịch lây nhiễm cho tất cả mọi người. Cuối cùng kết quả là đương nhiên vô số người chết vì khả năng sức khô râu yếu. Nghe những gì Lý đại nhân nói, lão phu mới thấy bản thân mới thấy mình kém xa mức nào. Lý y sinh, thỉnh nói cho lão phu cách phòng chống. Miễn lễ, các vị cùng ta chung tay trích xuất bệnh đậu mùa, ta sẽ dạy mọi người cách phòng và điều trị bệnh đậu mùa. Vương gia Triệu Dung thực sự đã hành động, hiện tại kinh thành đều bị phong tỏa, đợi Triệu Ung sụp đổ, tích cực phong tỏa kinh thành. Đây là cơ hội trời ban cho ta, lần này phải nhất định một trận chiến quyết định đất nước. Lý Tiêu có thần dược hay không? Cái gì thần dược? Lý Tiêu hắn đang phóng đại, hắn lập tức đến khu chữa bệnh, được bao quanh bởi bệnh đậu mùa. Bản vương không tin hắn ta có thể sống sót. Không cần quản hắn. Vâng, thái sư. Quân đội Hung Nô đang ở đâu? Vua Hung Nô dẫn 10.000 kỵ binh đã đến biên giới Sóc Châu. Với tốc độ của quân Hung Nô, không tới 10 ngày nhất định đến kinh thành. Thế thì tốt, bản vương đã không đợi được nữa. Vừa nãy đã dạy mọi người cách dùng, hiện tại sẽ dạy mọi người sử dụng kim châm. Kim châm, kim châm đã khử độc chưa? Khử độc, kim châm cần gì khử độc? Vậy ta dạy ngươi cách khử độc. Khử độc có nhiều cách. Hóa ra như vậy, trước kia từng chữa bệnh mù và vết thương, chẳng có lực nào cả. Hóa ra không có chất khử độc. Lý đại nhân còn trẻ, so với ta hành nghề còn dày dặn hơn ta. Đệ tử bái kiến ân sư. Thôi đại nhân, ta chỉ dạy ngươi một ít kiến thức. Kiến thức y học đơn giản, không xứng đáng làm sư phụ của ngươi. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Bỏ đi, đứng dậy trước, ta dạy mọi người cách tiêm bệnh đậu mùa. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Lệnh quân đại nhân, đại sự không hay rồi. Có chuyện rồi, lưu quân ngươi hoảng loạn như vậy, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Phía bắc kinh thành đã xuất hiện một số người nhiễm bệnh đậu mùa, bây giờ phương bắc hỗn loạn, người dân vô cùng kinh hãi. Lưu quân, báo cáo sự thật cho ta, có bao nhiêu người mắc bệnh đậu mùa? Khoảng 1.000 người đã mắc bệnh, đã có hàng 1.000 người. Khoảng cách phương bắc cách kinh thành không xa, nếu không kiềm chế được, trong vòng 2 ngày bệnh dịch sẽ lan đến kinh thành, xảy ra đại sự rồi. Khoảng cái gì? Có ta ở đây, thiên hạ không sụp xuống được. Mang theo mặt nạ che mặt, cùng ta đi đến bắc phương. Được rồi, ngươi thật sự muốn đi phương bắc? Vì danh tiếng, ngay cả đến mạng cũng không cần. Danh tiếng đối với ngươi mà nói quan trọng như vậy sao? Ta không quan tâm đến danh tiếng, ta vì để cứu người. Ta hiểu rồi. Dương công tử hiểu cái gì? Bản thân Lý Tiêu miễn nhiễm với bệnh đậu mùa, hắn ta không sợ chút nào. Vậy nên lần này hắn ta có chữa được hay không? Sẽ có được, danh tiếng tốt về cứu người, lợi như vậy sẽ không bị lỗ. Hóa ra như vậy, đang dẫm lên xương máu của bách tính. Cũng không đến thế, chính là thế. Ta quen biết Vương Trương Đào, ông nói rằng bệnh đậu mùa không có thuốc chữa, trừ phi thể chất đặc biệt mới miễn dịch bệnh đậu mùa. Lý Tiêu chính là một người như vậy. Niệm Tuyết căn bản không có thuốc thần kỳ nào, Lý Tiêu đang lừa dối chúng ta. Điều này là thật, sách đã nói, đương nhiên là sự thật. Nếu có giải pháp, tại sao các đại phu tất cả đều bất lực? Tại sao Lý Tiêu không biết về y thuật lại có thể chữa khỏi? Không được, ta phải đi tìm hắn hỏi cho rõ. Niệm Tuyết, đợi cho đến khi Lý Tiêu xử lý được cuộc khủng hoảng bệnh đậu mùa, chấm sẽ lập tức tứ hôn, tuyển Lý Tiêu làm phò mã. Cảm ơn phụ hoàng. Bệ hạ, đại sự không hay. Có chuyện gì? Phía bắc bùng phát bệnh đậu mùa, hơn 1.000 người bị nhiễm. Lý Quốc Sư và Thôi Thái Ý phớt lờ mệnh lệnh, xông vào phương bắc để cứu bánh tính. Ngươi nói cái gì? Mau ngăn nó lại. Tiêu Nhi, sao con lại tới đây? Mau quay về, một khi nhiễm bệnh, hậu quả không thể tưởng. Tô bá phụ người không cần lo lắng, con đã phòng ngừa bệnh đậu mùa, thân thể miễn dịch lại bệnh đậu mùa. Thôi Bình ngươi cũng được phòng ngừa bệnh đậu mùa, có dám cùng ta dấn thân vào nơi này không? Ta đã 50 tuổi rồi,
có sợ gì, đi. Tiêu Nhi đừng có hồn áo, mau quay lại. Các vị bách tính, bản quan là Thái Y Thôi Bình, hôm nay đến, cùng mọi người chống lại bệnh đậu mùa. Khó khăn nghiêm trọng trước mắt, ngài đừng an ủi chúng tôi, thảo dân biết. Bệnh đậu mùa này, từ xa xưa vô phương cứu chữa. Ngài hãy quay về đi, đừng vì thảo dân, mắc bệnh đậu mùa. Sau khi bao nhiêu lần dày công nghiên cứu, bệnh đậu mùa không phải là nan y, có thể cứu chữa được. Chỉ cần mọi người nghe theo lời ta, vì vậy ngay khi mắc bệnh đậu mùa, cũng có thể hồi phục nhanh chóng. Các vị thân mến, bản quan chỉ có một câu hỏi. Các ngươi có muốn sống không? Hay chết lò loét khắp cơ thể? Nếu muốn sống, lắng nghe bản quan nói. Vẫn còn một tia hy vọng, mọi người hiện tại về nhà, không được phép tụ tập. Trước khi bệnh đậu mùa biến mất, không ai được phép ra ngoài. Nghe theo đại nhân phân phó, mọi người đều giải tán đi. Ha ha ha, gió nổi lên rồi. Gió cuối cùng cũng thổi vào kinh thành rồi. Vương phủ chờ trong 10 năm, cuối cũng chờ được cơ hội này rồi. Ha ha, vương gia, mối nguy hiểm của kinh thành, bệnh đậu mùa cũng đã bạo phát rồi, chứng tỏ kế hoạch của chúng ta đại công cáo thành rồi. Ha ha ha, quá tốt rồi, vừa nãy thần nhận được mật báo, Lý Tiêu và Thôi Bình phớt lờ mệnh lệnh, xông vào phương Bắc cứu chữa bách tính, sợ rằng vài ngày sau, hai người này sẽ chết vì bệnh đậu mùa. Ha ha ha, chính là trời giúp ta. Ha ha ha, đợi đến hai người đó chết, kinh thành không còn ai có thể ngăn cản bệnh đậu mùa này. Lập tức truyền tin, 3 ngày sau, một nửa dân kinh thành bị bệnh đậu mùa, để đội quân hung nô nhân lúc này tấn công hoàng cung. Thuộc hạ tuân mệnh. Lý Quốc Sư Thôi Thái Y, bệ hạ đã hạ lệnh, hai người các ngươi lập tức rời khỏi phương Bắc. Đến giờ Dậu, hoàng thành lập tức niêm phong phía Bắc, không ai được phép ra ngoài. Nếu trái lệnh lập tức xử trảm. Tiêu Nhi mau lập tức ra ngoài. Tô Bác Phụ không cần lo, thỉnh thống đô đốc bẩm báo bệ hạ. Trước khi bệnh đậu mùa phương Bắc hết, Lý Tiêu ta quyết không lùi bước. Thái Y viện tán thành. Lý đại nhân, bảo trọng. Cảm ơn đại nhân cứu mạng, mau đứng lên. Phương Mag tỏa phía Bắc, không ai được ra ngoài, ai không tuân lệnh trảm, đợi đã. Niệm Tuyết, con sao lại tới phương Bắc, còn không mau quay về. Phụ thân, con không tin Lý Tiêu, con muốn tự mình cứu người, con hồn áo. Công chúa điện hạ, người sao lại tới phương Bắc? Tào đô đốc, phương Bắc cũng không phải nhà ngươi, tại sao bổn công chúa không được đến? Người hãy nói thật với thần, người có phải hay không giấu bệ hạ, lén chạy ra khỏi cung? A, à, đừng có nói nhảm. Bổn cung dựa theo lệnh của phụ hoàng, đến đây để điều tra tình hình phương Bắc, người đâu? Đưa công chúa về cung, ngươi, đưa tiểu thư hồi phủ. Lý Tiêu, ai, Niệm Tuyết quay về, phụ thân, hôm nay con gái đến, chính là điều trị bệnh đậu mùa, cống hiến hết mình vì bách tính phương Bắc. Nếu như phát sinh chuyện ngoài ý muốn, con sẵn sàng gánh vác trách nhiệm. Quốc công, chuyện đã đến nước này, cứ để con gái ông đi đi. Công chúa, Thái đô đốc, người về bẩm báo phụ hoàng, nếu như muốn bản công chúa chết đói ở đây, thì cứ lập tức cắt nguồn lương thực cung cấp cho phía Bắc. Tại sao các ngươi lại tới đây? Ta không tin ngươi. Ngươi vì danh tính, không ngần ngại dẫm lên xác người dân để lấy quyền lực. Ta muốn đính thân cứu người, tiêm chủng đậu mùa thực sự có hiệu quả. Lý Tiêu, ta tin ngươi, hiện tại hãy cho ta cây kim nhu độc, ta nguyện ý cộng sinh cộng tử. Công chúa, nhu độc rất nguy hiểm, hiệu quả chưa xác nhận, hãy để ta thử trước. Tỷ tỷ không phải không tin Lý Tiêu sao? Ta là vì lợi ích của bách tính, bổn cung là thiên kim chi tử, nên sẵn sàng hy sinh bánh tính cho nhân dân, cho nên kim nhu độc này vẫn để ta thử. Công chúa đáng giá ngàn vàng, không nên rủi ro, vẫn nên để ta trước. Ta trước, đủ rồi. Thái y viện đã tìm được người thử rồi, chứng minh rất an toàn. Hai người, mau đi tiêm phòng. Các vị thân mến, sau nửa tháng không ngừng nghỉ, chúng ta đã nỗ lực đánh bại trận đậu mùa này. Từ ngày hôm nay, miền Bắc hoàn toàn an toàn. Quá tốt rồi, cuối cùng chúng ta đánh bại được bệnh đậu mùa. Lý Tiêu đại nhân đã cứu mạng chúng tôi, giống như thần tiên hạ phàm, Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Lý đại nhân chính là ân nhân phía Bắc của chúng ta. Ân nhân lớn, Lý đại nhân uy vũ, nó thực sự đã được chữa khỏi. Tô tỷ tỷ vẫn còn nghi ngờ khả năng của Lý Tiêu. Tham kiến bệ hạ. Hai vị, không canh giữ phương Bắc. Thưa bệ hạ, Thôi Thái Ý thẳng thắn tuyên bố, bệnh đậu mùa phương Bắc đã được Lý Tiêu ngăn chặn, lệnh cho hai chúng ta vào cung bấm báo bệ hạ. Cái gì? Bệ hạ, đây là hồ sơ bệnh án do Thái Y để lại, thỉnh bệ hạ xem qua.
Lý Tiêu quả nhiên không làm Trẫm thất vọng, thật sự ngăn chặn được bệnh đậu mùa phương Bắc. Xứng đáng làm anh hùng của đại can ta, lập tức truyền chỉ, dỡ bỏ lệnh cấm phương Bắc. Ngoài ra, truyền Lý Tiêu, lập tức tiến cung, Trẫm phải phong thưởng lớn cho hắn. Tuân chỉ. Vương gia, chuyện không hay rồi, bệnh đậu mùa phương Bắc, bị Lý Tiêu ngăn chặn rồi, kế hoạch của chúng ta thất bại rồi, lại thất bại. Cái gì, rốt cuộc thế nào, kế hoạch bệnh đậu mùa phương Bắc của chúng ta thất bại rồi. Tên này đúng là yêu nghiệt. Không được giữ lại. Vương gia, việc tiêu diệt Lý Tiêu, giao cho người Hung Nô làm. Lần này, họ đã phái tới, so với đạo vương sáu ngón, còn lợi hại hơn, tử thi trục bằng. Giết ngàn người tử thi trục bằng, chính là hắn. Hắn là người còn sót lại Hung Nô, để giúp vương gia. Hiện tại trên thế gian, ngoài tướng quân mặt bạc, không có ai có thể đối phó được hắn ta. Đáng tiếc, tướng quân mặt bạc đã chết rồi. Ha ha ha. Lập tức để họ đi ngay bây giờ, đi về phía Bắc giết Lý Tiêu. Hãy để Long Hổ chuẩn bị, một khi Lý Tiêu bị giết, lập tức tấn công hoàng cung. Thần tuân mệnh. Lý đại nhân uy vũ, các vị thân mến, chúng ta phải nói lời tạm biệt. Cùng tiễn Lý đại nhân. Lý Tiêu, đi chết đi, Lý đại nhân cẩn thận. Ya. Ya. Không có khả năng. Thi Trục Bằng, lại là người Hung Nô, ngươi là ai? Tại sao lại biết ta? Ngươi không phải chết rồi sao? Nói nhiều điều vô nghĩa. Dương công tử, sao lại là người? Tha cho ta. Tại sao người lại cấu kết Hung Nô giết Lý Tiêu? Niệm Tuyết, ta sợ Lý Tiêu coi mạng người như cỏ rác. Ta không muốn nhìn hắn ta dẫm lên xương của dân thường để lên nắm quyền. Ta muốn vì dân trừ hại, cho nên ta đã bắt tay với Hung Nô. Ngươi sai rồi, thần dược của Lý Tiêu có tác dụng, hắn không hại bách tính. Thấy ngươi quan tâm bách tính, Lý Tiêu người hãy tha cho hắn. Đúng đúng Lý Tiêu, đều là hiểu nhầm, ngươi buông tha ta đi. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc, Lý Tiêu, hãy thương xót người khác. Ta sẽ bảo Dương công tử, hướng ngươi xin lỗi, nữ nhân ngu ngốc, ngươi. Kinh thành đã bị phong tỏa, tại sao Hung Nô lại tới đây? Kinh thành đã bị phong tỏa, tại sao Hung Nô lại tới đây? Ya, ngươi nhìn nhầm rồi, ta chỉ kiếm người Hung Nô bình thường, chứ không phải Thi Trục Bằng. Ngươi thật sự nghĩ ta chưa nhìn thấy qua sao? Dương công tử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Hổ Quân. Tín hiệu. Tiêu Nhi, vừa nghe tin sát thủ đến giết con, không sao chứ? Bá phụ không còn thời gian giải thích, thông báo cho quân đội không được rời khỏi cổng gác cung điện. Thái đô đốc, cùng tôi đi gặp bệ hạ. Lý đại nhân, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Tín vương muốn mưu phản. Chính là hôm nay. Cái gì? Ái Khanh chữa khỏi bệnh đậu mùa, vất vả rồi, Trẫm chuẩn bị phong hiệu cho ngươi. Bệ hạ, chúng ta nói về khâm thưởng, sau này hãy nói, hiện tại có chuyện quan trọng hơn, còn có chuyện so với việc này quan trọng hơn. Đây là thứ thần tìm thấy trên thi thể sát thủ, Tín vương muốn mưu phản, cấu kết với Hung Nô, hiện tại có 10.000 Long Hổ quân, chuẩn bị tấn công cung điện vào lối bí mật, bệnh đậu mùa cũng là do họ hạ. Tín vương to gan, 10 năm trước hắn mưu phản, Trẫm nể mặt Thái Hậu, buông tha hắn, không ngờ tới, hắn hiện tại lại dám mưu phản. Tây Sương rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy? Không có tin tức về một điều lớn như vậy. Vi thần đáng chết, bệ hạ đấy không phải là thời điểm. Truy cứu trách nhiệm, ưu tiên hàng đầu loại bỏ càng sớm càng tốt. Đúng. Giải quyết Tín vương trước. Lý Tiêu, ngươi có chiến lược nào không? Chúng ta biết rằng Tín vương chuẩn bị tấn công cung điện vào đường đi bí mật, không bằng chúng ta lợi dụng hoàn cảnh, bắt cùng một rổ. Diệu kế, Tào Chính Xuân, còn không đi làm, vi thần tuân chỉ. Triệu Hồ, Trẫm đối xử với ngươi không tồi, ngươi lại dám làm phản, Trẫm chưa bao giờ giết ngươi, vậy mà ngươi dám cấu kết Hung Nô, lây lan bệnh đậu mùa, dẫn đến sự nghèo đói của người dân,
ngươi có biết tội, đối xử với ta tốt, so với ngai vàng, chúng có ý nghĩa gì? Hỗn xược, đến bây giờ chưa biết hối cải, ngươi có tư cách gì để nói với ta? Không phải bạn cũng đã phát động cuộc tấn công cổng Huyền Vũ sao? Giết phụ hoàng mới có thể ngồi lên hoàng vị sao? Ngươi, Tín Vương, trước đó tiên đế đã ngừng ngôi cho hoàng thượng, chính ngươi khuyến khích hoàng thượng đoạt ngôi, từ đó dẫn đến bị kịch con giết cha đoạt ngôi. Những chuyện này đáng lẽ ngươi biết. Ngươi làm sao biết? Gia phụ Lý Đặng Vân, tướng quân Huyền Vũ, bị Long Hổ quân và quân Hung Nô giết chết. Những chuyện này ta đều biết. Cái gì? Tướng quân Huyền Vũ bị Tín Vương và Hung Nô giết chết? Những thứ này cũng chính là Ngụy Sâm, người vừa mới rời khỏi bộ phận cũ của Huyền Vũ quân, điều tra ra được. Tín Vương, ngươi đúng là cẩu tài, ngươi lại dám giết Đằng Vân lão đệ, Lý Tiêu. Việc mà ta hối hận nhất là 3 năm trước không giết ngươi, điều này chính là tạo ra sự thất bại hôm nay. Nhưng mà đừng có đắc ý, bản vương chết rồi, các ngươi sẽ phải chết cùng ta. Ngươi có ý gì? Là ý gì? Ngươi đoán xem, bệ hạ đại sự không hay. Hồng Lính cấp báo, vua Hung Nô đã dẫn 100.000 kỵ binh tiến đến Vân Châu, hướng tới kinh thành, cách kinh thành chưa đầy 20 dặm. Bệ hạ, đại sự không hay, vua Hung Nô đã dẫn 100.000 kỵ binh tiến đến Vân Châu. Tiến đến Vân Châu, hướng tới kinh thành, cách kinh thành chưa đầy 20 dặm. Bệ hạ, quân đồn Vân Châu lơ là nhiệm vụ nghiêm trọng, 100.000 kỵ binh đánh bại Vân Châu, đột phá Vân Châu. Không ai báo trước, sợ rằng không phải hộ vệ Vân Châu lần này đến lần khác không chịu báo sao? Đại can ta nhiều lần thăm hỏi, sợ rằng Tín Vương, Lý Tiêu, ta đã đánh giá thấp tài năng của ngươi. Không sai, chính là bản vương hỗ trợ Hung Nô chinh phục Vân Châu. Ngươi cũng là người đại can, tại sao lại giúp Hung Nô? Vì sao? Vì ta muốn làm hoàng đế. Bệ hạ, hiện tại không phải lúc tranh cãi, kinh thành chỉ có 50 vạn quân, quân Hung Nô tấn công, chúng ta nên đưa ra biện pháp càng sớm càng tốt. Đúng, nên đối phó với người Hung Nô. Chúng ái khanh có lời khuyên nào? Đừng nghĩ nữa, trừ phi thả ta ra, khiến ta thành hoàng đế, nếu không Hung Nô nhất định tàn sát kinh thành, đến lúc đấy mấy người các ngươi đều phải chết. Ngươi mơ tưởng, ngươi gieo rắc bệnh đậu mùa. Nếu ngươi làm hoàng đế, bách tính còn tồn tại được sao? Vậy thì các ngươi đợi Hung Nô đến và giết các ngươi. Hoàng đế vẫn chưa thoái vị sao? Mẫu hậu, sao người lại tới đây? Ai ra mà không tới thì đại can này sắp biến mất rồi. Mẫu hậu, trẫm có thể xử lý được. Ngươi có thể xử lý? Ngươi lấy cái gì ra xử lý? Kinh thành này đang nguy hiểm, đại can nghìn năm nay sẽ hủy hoại trong tay ngươi. Triệu Hữu, ngươi không biết mình sai sao? Thái hậu, chuyện này không liên quan đến bệ hạ, là Tín Vương. Câm miệng, nếu không phải hoàng thượng ngu ngốc thì làm sao Tín Vương dùng thủ đoạn như vậy để phản loạn? Tín Vương, ngươi khổ tâm rồi. Chỉ có mẫu hậu hiểu ta. Mẫu hậu, ngay cả con lơ là nhiệm vụ của mình, nó thậm chí không phải là một từ có thể được gọi là tầm thường. Ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi ngu ngốc, ngươi hãy tìm cách đối phó Hung Nô. Các ngươi có biện pháp không? Các ngươi không có, ai ra có? Thái hậu, ngươi có biện pháp gì? Chính là để Tín Vương lên ngôi. Bởi vì Tín Vương đã có thỏa thuận với Hung Nô, ta tin rằng chỉ cần Tín Vương lên ngôi, vậy Hung Nô nhất định rất lui. Không sai, Hung Nô đã đáp ứng. À, bọn họ sẽ lui binh, còn đợi gì nữa? Thỉnh bệ hạ thoái vị, để Tín Vương cứu đại can ta. Cha, đứng dậy, các ngươi hoang đường, điên cuồng. Lý Tiêu, ngươi đang chất vấn ai ra? Không chất vấn Thái hậu, là phản đối Thái hậu. Thái hậu có hear hay không? Ngươi nghĩ khi để Tín Vương lên ngôi, người Hung Nô sẽ lui binh? Tham vọng của Hung Nô, 100.000 kỵ binh tiến về phía nam, chẳng lẽ chỉ là giúp Tín Vương lên ngôi sao? Nói năng vô lý, họ đáp ứng bản vương, đợi bản vương sau khi lên ngôi thì sẽ rút binh. Vậy thì chúng không để ngài đăng cơ, điều động 100.000 kỵ binh, chỉ giúp nước thù địch lên ngôi. Người ngu cỡ nào mới tin vào câu nói đó? Lý Tiêu nói không sai, nếu trẫm là vua Hung Nô, cơ hội tốt như vậy nhất định xâm chiếm kinh thành, nắm bắt Giang Sơn. Hoàng đế anh minh, ngươi đang nói nhảm, không thể nào. Thái hậu, ngươi đã hiện tại hiểu chưa? Đây, mẫu hậu, vạn lần đừng tin hắn, con không hiểu quân sự. Lẽ nào Lý Tiêu hiểu sao? Ngươi hiểu, ngươi cứ cứng miệng đi. Bẩm báo bệ hạ, Hung Nô đã tới ngoại thành, bao vây thủ đô. Triệu Thắng, ta xem ngươi làm sao với Hung Nô. Ai nói không có người chống lại quân Hung Nô? Chẳng có, vậy để ta xem đó là ai. Lý Tiêu, ngươi có nguyện ý ra trận đẩy lùi Hung Nô? Chẫm chưa nói, thân phận tướng quân mặt bạc của ngươi, đánh bại quân Hung Nô. Tướng quân mặt bạc? Ngươi thật sự là tướng quân mặt bạc? Bệ hạ, bệ hạ người có nhầm không? Lý Tiêu thật sự là tướng quân mặt nạ? Không có khả năng, tướng quân mặt bạc sớm đã chết rồi, hắn làm sao có thể là tướng quân mặt bạc? Ngươi nhất định đang lừa ta.
tướng quân mặt bạc chưa chết, Lý Tiêu chính là tướng quân mặt bạc, lừa ngươi hay không, ngươi tự hỏi là biết, ta là tướng quân mặt bạc, bùa hổ quân đội Huyền gia. Ngươi thật sự là tướng quân mặt bạc, tại sao ngươi lại không nói cho ta biết, Lý Tiêu giả chết, đó là vì ngài ấy phát hiện ra, một người trong triều đình cấu kết với Hung Nô, ngài ấy chịu đựng vô số ánh nhìn lạnh lùng và chế giễu, bao gồm cả Tô Tỷ Tỷ. Ta, Lý Tiêu không quan tâm đến danh lợi, một lòng phục vụ đất nước, vì vậy giấu giếm thân phận. Lý Tiêu, ngày nay, ổn định Đại Can, tất cả phụ thuộc vào một mình ngươi, ngươi có nguyện ý, ra trận đẩy lùi Hung Nô? Thần nguyện ý, được, quyết định. Lý Tiêu, biên soạn của Học viện Hàn Lâm, làm đại tướng quân, chỉ huy toàn quân, sẵn sàng nhậm chức, đánh bại người Hung Nô, thần lĩnh chỉ. Không có khả năng, làm sao ngươi là tướng quân mặt bạc, tuyên chỉ. Tín Vương nổi dậy làm phản, phụ tử Dương gia nổi loạn, ban cho một ly rượu độc, bệ hạ, không được, không được bệ hạ. Lão cộng sự, mặc ngươi vào lần nữa. Thật sự là ngươi, tướng quân mặt bạc, ngươi đến làm gì? Ta nghe nói ngươi sắp ra trận, ta tới xem ngươi. Bọn Hung Nô không thể làm gì được ta, Tôn Niệm Tuyết. Ta đi đây, ngươi bảo trọng. Lý Tiêu, ta hối hận rồi, ngươi sẽ tha thứ cho ta không? Chiến thắng, chiến thắng. Bệ hạ, tướng quân Lý Tiêu đã đuổi đánh quân Hung Nô, giết cả vua Hung Nô, tướng quân Lý Tiêu đang hết sức truy đuổi giết hết bọn chúng. Tốt, chấm biết ngay, Tiêu Nhi không làm chấm thất vọng, Tiêu Nhi thật sự quá lợi hại rồi. Bệ hạ, Lý tướng quân văn võ song toàn, chữa được bệnh đậu mùa, ngang với thánh nhân, lại đánh bại Hung Nô, cứu Đại Can, lão thần, xin bệ hạ ban thưởng cho Lý tướng quân. Thần đồng ý, truyền chỉ, Lý Tiêu có công cứu nước, đặc biệt phong là Bắc Vương của Đại Can ta, dưới một người, trên vạn người, tặng cho phủ đệ, bệ hạ thánh minh, chẳng cảm thấy, ban thưởng như vậy vẫn chưa đủ, cho nên, giao Lâm An công chúa gả cho Lý Tiêu, trùng ái khanh, thấy thế nào? Lão thần phản đối, Lý Tiêu, đó là con rể của lão thần, Niệm Tuyết và Lý Tiêu đã hòa ly rồi, điều đó cũng không được. Bệ hạ, lão thần cũng có một người con gái, cùng tuổi với Lý tướng quân. Hồ náo, ngươi thật sự là tướng quân mặt bạc, ta vẫn không thể tin được, vì sao ngươi không nói cho ta? Một tướng thành công, vạn xương tàn, đây không phải là một chuyện tự hào. Xin lỗi, trước đây là ta sai rồi, ta không nên coi thường ngươi, đều đã qua rồi. Vậy chúng ta có thể quay lại không? Tô Tỷ Tỷ, phụ hoàng đã hứa gả tôi cho Lý Tiêu rồi. Vậy chúng ta có thể cạnh tranh công bằng? Không được, Lý Tiêu là của ta, ngươi không thể cạnh tranh với ta. Của ta. Lý Tiêu ngươi chọn ai?